bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh Sinh, tập 11 Trong thấy nụ cười của Phương Hàng, không hiểu sao trong nội tâm của già Lam Dân lên một cổ hàng ý sâu sắc, cảm nhận được sự kiên định, quả quyết của hắn, còn có một cổ oán niệm dù chết cũng không sờn. Chính cổ oán niệm này là động lực để hắn tu luyện, khiến chắn chăm chỉ khổ luyện, tiến bộ thần tốc. Đúng là một cái thiên đại nhân tình. Một viên âm dương vạn thọ đang tương đương với việc giúp đạt được thần thông bí cảnh, còn có 600 năm thọ mệnh. Cho dù là già lam đối với đan dược này cũng có chút động tâm. Tuy nàng đã đột phá thiên nhân cảnh có thọ mệnh 800 năm nhưng nàng cũng không ngại bản thân sống quá lâu. Tu đạo vốn là tranh đấu để sống lâu, sống thêm một năm là có thêm một năm cơ hội. Rất nhiều cao thủ sau khi đột phá thiên nhân cảnh, khổ tu triền niên, trải qua mấy trăm năm tu luyện nước chảy đá mòn mà vẫn không thể đột phá, cuối cùng khí tán công tiêu, sinh mạng chấm dứt cũng không phải là chuyện hiếm. Nhìn thấy Phương Hàng cứ vậy mà cho đi, thật sự là cho người ta có phần cảm khái, quyết tâm chiến thắng hoa thiên đô của hắn, tự chặt đi đường lui của bản, thân, quyết tử đến cùng, và Lam không nhịn được có chút tiếc nuối. Bởi vì nàng biết rằng Phương Hàng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì chuyện chiến thắng Hoa Thiên Đô là chuyện gần như không tưởng bất quá hiện tại nàng vẫn tiếp nhận nhân tình của phương hàn long huyên là nhân vật trọng yếu trong già lam hội của nàng một khi long huyên bước vào thần thông bí cảnh trở thành chân truyền đệ tử thì sẽ góp phần gia tăng thực lực của già lam hội lên rất nhiều ta thay mặt long huyên nhận phần nhân tình này của đệ già lam tiếp nhận âm dương vạn thọ đan nắm tay nhẹ nhàng vung lên chờ đệ học xong thần thông có thể đến già long phong của ta ta sẽ thay mặt long huyên tạ ơn đệ không cần thách khí đệ hiện tại đi theo trưởng lão đến vũ hóa thiên cung sau đó sẽ đi bái phỏng già lam sư tỷ phương hàn gật đầu biết mình lần này đã lập ra một mối ban giao không thể phá vỡ với già lam sau này có một minh hữu vững chắc chính thức xây dựng được chỗ dựa cho bản thân già lam già lam phong của ngươi chưa bao giờ cho nam đệ tử tiến vào nay lại mời hắn không sợ phá lệ sao linh tiêu ở một bên cười lạnh quy củ là do ta định ra vì một hoàng âm dương vạn thọ đang mà phá lệ thì có làm sao? Già Lam thản nhiên nói. Ngươi nếu như có thể kéo phương thanh tuyết vào già Lam hội của mình, chờ khi trưởng giáo chí tôn vũ hóa phi thăng, thành tựu tiên nghiệp thì cũng có thể cùng hoa sư huynh tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo. Phương Hàng, ngươi ráng mà sống tốt 10 năm của ngươi đi. Linh Tiêu không hiểu vì sao lại trở nên chua ngoa, lạnh lùng, liếc nhìn Phương Hàng nói, ngươi hãy cố mà sống cho tốt nói xong thì cả người chìm trong tử khí, biến mất không thấy đâu, không biết là thi triển loại độn pháp nào. Linh Tiêu là người thân cận với Hoa Sư Huynh, đối với đệ khó chịu cũng là chuyện thường, không cần phải để ý tới hắn, bất quá hắn sẽ không âm thầm làm chuyện gì đối phó với đệ, đệ có thể yên tâm. Và Lam thấy tình hình này thì quay nhìn Phương Hàng giải thích. Xem ra trước khi trở thành chân truyền đệ tử, đệ đã đắc tội với cả Trung Thiên Đô, Đông Linh Tiêu, Nam Vạn La rồi. Phương Hàng nở nụ cười quỷ bí, bất quá Hoa Thiên Đô cũng dám đắc tội thì không sợ đặt tội thêm nhiều người. Long Huyên sẽ chờ đệ ở già Lam Phong. Sau khi nói chuyện xong thì già Lam bước đi ra ngoài, bước mấy bước như là di hình hoáng ảnh, chớp mắt đã không thấy đâu. Phương Hàng biết rõ những chân truyền đệ tử này tu luyện nhiều loại thần thông mạnh mẽ, thực lực hơn hắn rất nhiều. Đi thôi. Mấy trưởng lão im lặng quan sát một màn này, Chuyện tranh đấu giữa những chân truyền đệ tử như già lam, linh tiêu thì những trưởng lão như họ cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Thần thông của bọn họ không hơn những chân truyền đệ tử này, thân phận mặc dù có phần nhỉnh hơn so với các lão dài hơi nhưng vẫn kém hơn các lão đầu như thiên hình trưởng lão, truyền công trưởng lão. Mà ngay cả phụ thân Kim Thạch Thai, Kim Liệt Nhật cũng không dám đắc tội với những đệ tử như già lam, linh tiêu. Bất quá phương hàng trước mặt bọn họ cũng không chút vi phong nào lập tức các trưởng lão dẫn đầu bay lên, Phương Hàng cũng bay theo sau. Vũ Hóa Thiên Cung, một cung điện khổng lồ, huyền phù giữa tầng mây bên trên Vũ Hóa Sơn, mây mù bao phủ có cảm giác như cung của thiên đế, một cung điện chìm trong mây mù. Đây là lần đầu tiên Phương Hàng đến Vũ Hóa Thiên Cung, chứng kiến khí thế của tòa thành này, nội tâm hắn rung động mãnh liệt. Cần bao nhiêu pháp lực mới có thể duy trì được tòa thành này lơ lửng như vậy? lực lượng của vạn mã có đủ không? Không, cả tòa thành rộng lớn như thế này, cần lực lượng ít nhất cũng phải gấp vạn lần, phải là cả lực lượng một ức mã mới đủ. Phương Hàng thầm tính toán cần bao nhiêu pháp lực, nhưng mà hắn hiện tại không thể hỏi Diêm, tuy Diêm chắc là biết rõ nhưng mà Diêm phải ẩn giấu, thi triển đại tịch diệt pháp, triệt để ẩn giấu. Mấy vị trưởng lão cẩn thận đi vào vũ hóa thiên cung, cẩn thận đi từng bước một. Mây trắng lững lờ trôi, làm cho người ta có cảm giác như đang lơ lửng trên mây, liếc mắt nhìn xuống vũ hóa sơn, tòa thành lớn nằm giữa bình nguyên, tất cả cảnh vật trong vạn dặm xung quanh đều thu vào trong tầm mắt, làm cho người có cảm giác đang đứng ở vị trí cao cao tại thượng, thống trị tất cả. Ở lâu trong vũ hóa thiên cung này có thể từ từ bồi dưỡng ra tiên khí chất tiên nhân A. Phương Hàng thầm cảm thán, sống ở đâu thì tạo ra khí chất tương ứng với nơi đó. Trong vũ hóa thiên cung, khắp nơi đều là đại điện tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau cái sau cao hơn cái trước tạo thành chín tầng phương hàng có cảm giác như mình đi vào thiên cung yết kiến thiên đế vậy đây là chân truyền cung là nơi truyền thụ thần thông cho các chân truyền đệ tử phương hàng ngươi vào đi các đại trưởng lão đã nhận được tin tức rồi đang chuẩn bị kiểm tra ngươi chỉ cần cố gắng vượt qua vòng kiểm tra cũng không có cạm bẫy gì cả xong xuôi họ sẽ tuyền thụ một môn thần thông cho ngươi tặng cho ngươi một ngọn nuôi, từ đó về sau có thể khai sơn lập điện, chính thức trở thành chân truyền đệ tử. Mấy vị trưởng lão đưa Phương Hàng tới trước một tòa cung điện lạnh lẽo, trên cửa đai dần có một tấm bản viết ba chữ lớn chân truyền cung, mạnh mẽ co hồn, khiến cho nội tâm rung động. Phương Hàng gật đầu, bước vào trong. Bước từng bước tiến vào chân truyền cung, Phương Hàng thầm trấn định tâm thần, mặc dù trong đầu hắn có khí chất của hoàng tuyền đại đế phong ấn của Diêm nhưng khi vào đây trong chốc lát thần chí cũng có chút mơ hồ. Vừa tiến vào chân truyền cung, người hắn thấy đầu tiên chính là truyền công trưởng lão, vị trưởng lão này Phương Hàn đã thấy qua nhiều lần, tâm thần cảm thấy an tĩnh đi một chút. Bất quá bên cạnh truyền công trưởng lão còn có một vị trưởng lão khác, Phương Hàn chưa từng thấy qua người này. Vị trưởng lão này tóc đen tuyền, mặt trắng sáng sủa, bộ dáng như một thiếu niên. Mặc dù vị trưởng lão này có bộ dáng như một thiếu niên nhưng khi nhìn thấy người này, trái tim Phương Hàng nhảy mạnh lên, giống như làm việc gì trái lương tâm, sợ bị trời biết được, sai thiên lôi trừng phạt. Không cần sợ hãi, ta tuy là người nắm giữ thiên hình đại nhưng đối với việc vũ hóa môn có thêm một chân truyền đệ tử cũng rất quan tâm. Vị trưởng lão có bộ dáng thiếu niên lại có âm thanh trầm thấp, già nua. Thiên hình đài. Người này là thiên hình trưởng lão. Phương Hàng lạnh cả người, chấp têm không mình cúi lại hai người. Thiên hình, ngươi thấy hắn như thế nào? Truyền công trưởng lão mở miệng hỏi. Thiên hình trưởng lão đảo mắt quan sát Phương Hàng từ trên xuống dưới, làm cho Phương Hàng có cảm giác như từng tất da thịt trên cơ thể đều bị nhìn thấu, toàn thân, xương cốt, da thịt, nội tạng đều phơi bày ra dưới ánh mắt của thiên hình trưởng lão. Đến khi thiên hình trưởng lão nhìn đến thiên môn trên đầu Phương Hàng, hắn có cảm giác như đầu mình bị người ta mở banh ra để nhìn nó. Cũng may là hắn hiện giờ hắn đã dùng phong ấn, giấu kín hết ký ức về hoàng tuyền đồ, cửu khiếu kim đan, nếu không thì chỉ một chút suy nghĩ đến cũng sẽ bị thiên hình trưởng lão phát hiện. Thiên hình trưởng lão cũng không có dừng lại lâu, sau khi thu ánh mắt về nói, truyền thụ thần thông cho hắn đi. Ngươi đã kiểm tra thì tốt rồi. Truyền công trưởng lão gật gật đầu, giờ tay lên, lập tức một quyền sách ngọc rơi xuống trước mặt Phương Hàng. Đây chính là ngọc điển ghi lại thần thông của vũ hóa tiên môn. Tâm thần Phương Hàng kích động, vội đưa hai tay ra nâng lên, nhìn thấy bên trên ngọc điển viết xuân phong một linh thuật thì không khỏi ngẩn ra. Bằng vào trực giác của bản thân, Phương Hàng biết đây tuyệt đối không phải là loại thần thông uy mãnh như tử điện âm lôi đao, thiên hàng huyền minh kính, bích diễm thất tu mang, đại tự huyền kim kiếm khí đây hình như là một loại thần thông mang tính phụ trợ xuân phong một linh thuật này là một tiểu thần thông trong đại pháp của vũ hóa môn chúng ta thu lấy linh khí của cỏ cây luyện thành chân khí có thể dưỡng dục vạn vật dùng để trị liệu luyện đan dược tăng cường thọ mệnh dưỡng khí không một loại công pháp nào sánh bằng hiện tại vũ hóa môn chúng ta đệ tử đông đảo nhưng khuyết thiếu đan dược người tu luyện xuân phong một linh thuật sau đó dùng chân khí luyện đan mỗi tháng phải luyện chế 100 hoàng một linh đan rồi giao cho tiên khố của môn phái, để cho các đệ tử sử dụng. Chờ một năm sau, một linh khí của ngươi luyện đủ hỏa hầu thì lại truyền cho người thiên một đại pháp. Truyền công trưởng lão tự hồ thấy được vẻ không hài lòng của Phương Hàng, mỉm cười giải thích, một năm này là khảo nghiệm tâm tính của ngươi, môn phái nuôi dưỡng, truyền thụ công pháp cho ngươi là mong rằng ngươi có thể vì môn phái làm chút gì đó. Tất cả chân truyền đệ tử đề là như vậy đây là cũng là sự khác biệt giữa các môn phái tiên đạo và ma đạo. Trong môn phái ma đạo, thần thông càng cao thì có thể tùy ý đàn áp những người yếu kém hơn, mà trong các môn phái tiên đạo thì thần thông cao phải trợ giúp những người yếu hơn, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đi đi Trong Xuân Phong một linh thuật này có ghi lại phương pháp luyện chế một linh đan. Nhớ kỹ, mỗi tháng phải luyện chế 100 viên một linh đan để nộp vào tiên khố của môn phái nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện học các loại thần thông khác. Thiên hình trưởng lão nói tiếp, ta chấp trưởng hình pháp của bổn môn, môn quy đối với các chân truyền đệ tử đặc biệt nghiêm khắc, hy vọng ngươi không làm trái môn quy, tránh phải lên thiên hình thai chịu phạt. Dạ. Phương Hàng vốn còn muốn hỏi xem có thể đổi lại một loại thần thông khác hay không, tỉ như đại tự huyền kim kiếm khí, thuấn sát đại pháp chẳng hạn, nhưng khi nghe hai đại trưởng lão nói thì hiểu rõ đối phương đã sắp đặt sẵn hết rồi. Thế là hắn cũng chỉ có thể kính cẩn cầm lấy điển tịch, lui ra ngoài. Thấy Phương Hàng đã lui ra ngoài, truyền công trưởng lão đột nhiên hỏi, thấy sao? Những lời này là ta muốn hỏi huynh. Thiên hình trưởng lão hỏi ngược lại. Hắn tu luyện thần thông diêm la kim thân của Hoàng Tuyền Môn. Không biết có phải là do Phương Thanh Tuyết truyền thụ cho hắn không, xem ra hoàng tuyền đồ lại xuất thế nữa rồi tới tám chín phần là rơi vào tay của phương thanh tuyết truyền công trưởng lão nhíu nhíu hàng lông mi trắng nói đây cũng là kỳ ngộ của nó xem ra lần đại hộ quần tiên này thanh tuyết sẽ tỏa sáng sánh ngang với hoa thiên đô hoa thiên đô năm đó có được truyền thừa của bàn võ tiên tôn thì lập tức có được tài nghệ trấn áp quần hùng giúp cho danh vọng của vũ hóa môn chúng ta tăng lên rất nhiều thiên hình trưởng lão mỉm cười nói nhưng hoàng tuyền môn còn rất nhiều dư nghiệp ẩn nấp trong nhân gian, trong đó không thiếu mấy lão ma công lực ngàn năm, thâm hậu kinh người. Hoàng tuyền đồ chính là ấn tính của hoàng tuyền đại đế, ai có được nó thì có thể nhất thống hoàng tuyền môn, một lần nữa không phục uy thế của đệ nhất tông phái ma đạo. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh vọng của vũ hóa môn ta. Hơn nữa sau này khi phương thanh tuyết ra ngoài lịch lãm sẽ không được an bình thiên hình, vật này không phải tầm thường, huynh cũng nên nói chuyện với phương thanh tuyết đi. Truyền công trưởng lão nói, thanh tuyết vốn cao ngạo, kỳ ngộ sâu dày, cùng nàng nói chuyện ngược lại làm cho nàng cảm thấy phản cảm. Như vậy sẽ bức bách nàng đi vào ma đạo, vạn nhất bị thiên ma tông lôi kéo thì vũ hóa môn ta chẳng những tổn thất một nhân tài, còn có thể bị ma xuất kia điên cùng công kích, tuy ma xuất không tính là gì nhưng cha của hắn, lão tử ứng tiên thiên, cũng có chút khó đối phó huống hồ hiện nay thanh tuyết với vũ hóa môn ta tình cảm sâu dày trưởng giáo chí tôn đã cùng nàng nói chuyện nhiều lần việc này cũng không cần quá để tâm đâu thiên hình trưởng lão lắc đầu nói chân truyền đệ tử nào tính cách không cao ngạo tu vi cao tự nhiên không cam lòng ở dưới người khác chỉ cần bọn họ không làm ra chuyện gì nguy hại đến môn phái thì cũng không cần quản giáo quá nghiêm nếu không sẽ tạo ra tâm lý chống đối đệ tử thần thông bí cảnh cũng không phải tiểu hài tử, chuyện gì cũng cần chúng ta để tâm. Thiên hình huynh nói vậy cũng được, bất quá phương hàng này trước khi đột phá thần thông bi cảnh lại ước hẹn chiến đấu sinh tử cùng hoa thiên đô, với tính tình của hắn thì nhất định không chỉ là nói cho có. Mà trong 10 năm, dù cho hắn có cố gắng như thế nào thì cũng không có khả năng chiến thắng hoa thiên đô. Hoa thiên đô hiện nay ngày tiếng ngàn dặm, thực lực tăng tiến không ngừng, mười năm sau chỉ sợ là sẽ bước vào trường sinh bí cảnh khi đó sợ là ngay cả ta cũng không thắng được hắn huống chi là phương hằng đến lúc đó huynh ra mặt hóa giả đi ha truyền công trưởng lão nói đương nhiên thiên hình trưởng lão gật đầu rời khỏi vũ hóa thiên cung phương hằng đột nhiên cảm thấy thân thể rung động diêm từ trong tịch diệt đại pháp tỉnh lại hai đại trưởng lão này thật là lợi hại thiếu chút nữa là bị bọn họ phát hiện nhất là thiên hình trưởng lão, thực là thâm bất khả trắc. Diêm, thần thông xuân phong một linh thuật này tự hồ không chút lợi hại. Ngươi xem ta có nên học hay không? Phương Hàng đem ngọc điển đưa cho Diêm xem xét. Hừ! Cái xuân phong một linh thuật này chỉ là một tiểu thần thông trong thiên một đại pháp của vũ hóa môn mà thôi. Hấp thụ tinh hoa của cỏ cây, luyện thành chân khí cũng không có uy lực lớn để đối đầu với địch nhân, thích hợp để luyện đan dược, trị liệu. Xem ra Vũ Hóa môn muốn ngươi làm sai vặt trong một năm rồi. Muốn chiến thắng được Hoa Thiên Đô thì thời gian với ngươi rất trọng yếu, làm sao có thể lãng phí một năm như thế này được. Diêm cười lạnh. Vậy bây giờ tính sao? Trước luyện rồi nói sao? Là sao? Ngươi không phải nói không thể lãng phí một năm sao? Phương Hàng ngạc nhiên nói. Xuân Phong mộ linh thuật là công pháp mang thuộc tính một sau khi ngươi cô động chân khí có thể tu luyện thiên một đại pháp thiên một đại pháp của vũ hóa môn cũng là nhất tuyệt công pháp không kém gì tử điện lôi âm đao của phương thanh tuyết đâu nhưng làm sao có thể tu luyện thiên một đại pháp một năm sau mới tu luyện sao để ta sao ta sẽ truyền thiên một đại pháp cho ngươi tuy ta không có tu luyện thiên một đại pháp nhưng mà ta biết cách tu luyện nó thanh âm của diêm trở nên phiêu hốt bất định, hơn nữa ta còn biết rõ thiên một đại pháp chính là từ thái cổ công pháp, thanh đế một hoàng công. Thiên một đại pháp của vũ hóa môn cũng chỉ là một bộ phận của thanh đế hoàng một công mà thôi, ta có hoàn chỉnh công pháp của thanh đế một hoàng công. Thanh đế một hoàng công. Phương Hàng mừng rỡ, đã như vậy thì ta còn lo sợ gì nữa. Đích thật là không cần lo sợ gì cả, vốn ta không dạy thần thông cho ngươi là vì không nắm rõ vũ hóa môn sẽ truyền cho ngươi công pháp nào hiện giờ đã biết rõ vũ hóa môn truyền cho ngươi công pháp xuân phong một linh thuật ngươi tu luyện thanh đế hoàng một công cũng không có vấn đề gì cả dù sao thì hai loại công pháp đồng nguyên ngươi thi triển ra người khác thấy được cũng không nghi ngờ diêm tự hồ là chờ đến thời điểm này đông linh tiêu tu luyện cũng là thiên một đại pháp nhưng ngươi tu luyện thanh đế một hoàng công chân khí pháp lực đều tinh thuần mạnh mẽ hơn hắn một bậc. Đi, chúng ta đi già Lam Phong. Chắc là già Lam Sư Tỷ sẽ cho ta vài chỗ tốt. Phương Hàng vui vẻ nói. Ngươi đem kim quan liệt hỏa kính cho ta ăn trước đã. Già Lam Phong phía Tây Vũ Hóa Sơn có một nơi được đông đảo nữ đệ tử sùng kính, chính là nơi ở của hai trong năm đại chân truyền đệ tử Tây Già Lam cùng Bắc Giao Quang. Già Lam là thế lực lớn nhất trong hàng đệ tử, mà bắt giao quan thì xuất quỷ nhập thần rất nhiều chân truyền đệ tử chưa từng thấy qua mặt của Bắc giao quan mà bình thường người này cũng không ở trên giao quan phong phương hàn vận dụng thần thông ngự khí phi hành tới già lam phong già lam phong là một ngọn núi đá màu lam nhạt giống như ngọc bích vừa nhìn giống như tiên cảnh huyền bí không giống như chốn nhân gian Tuy đã thấy qua vũ hóa thiên cung nhưng khi thấy được già Lam Phong Phương Hàn cũng hâm mộ không thôi. Hắn tưởng tượng sau này mình cũng phải tạo ra một ngọn núi như vậy, hảo hảo xây dựng, làm cho cả ngọn núi có được khí chất huyền ảo như vậy. Ai? Không biết khu vực phụ cận Già Lam Phong không cho phép nam đệ tử phi hành sao? A. À, là Phương Hàn sư huynh, chúng ta ở đây chờ huynh đã lâu, Già Lam sư tủy cùng Long Huyên sư tỷ đang đợi huynh. Phương hàng ngự khí phi hành, khi tiếp cận Già Lam Phong thì thấy có mấy nữ đệ tử bay lên quát hỏi khi thấy rõ đó là phương hằng thì vội vàng sửa lời chào đón phương hằng nhìn lại thì ra đó là mấy người nguyệt nhi và dạ vũ được hắn cứu khỏi đại đội thiên ma trong lần thảo hạch nội môn đệ tử bọn họ khi thấy phương hằng thì lộ vẻ rất thân thiết tám người nữ đệ tử này mỗi người đều mặc một bộ linh khí pháp y còn có một thanh phi kiếm với trang bị như vậy thì khi đi ra ngoài hàng ma hái thuốc cũng không sợ có chuyện gì ngoài ý muốn an toàn hơn rất nhiều Đại hội Sơn Hà bản vừa kết thúc các muội liền về già Lam Phong sao? Phương Hà đáp lời, hắn biết bản thân đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với già Lam hội, sau này tu luyện, ra ngoài lịch lãm hay làm việc gì đều sẽ có nhiều chỗ tốt. Lần đại hội Sơn Hà bản này thành tích của chúng ta cũng rất tốt, mặc dù không tiến vào được 10 thứ hạng đầu nhưng cũng được môn phái ban thưởng. Già Lam sư tỷ còn ban thưởng cho mỗi người một bộ linh khí pháp y. Hương Nguyệt Nhi trả lời, đồng thời dẫn Phương Hàng, đáp xuống già Lam Phong, ngược lại Phương Hàng sư huynh mới đáng nể, lần này tấn thăng thành chân truyền đệ tử, làm cho rất nhiều người kinh sợ đó. May mắn thôi. Phương Hàng khiêm tốn nói. Loại chuyện này sao có thể nói là do may mắn được? Dạ vũ cười, sau đó đổi sắc mặt, thấp giọng nói, sư huynh cũng phải cẩn thận, giữa chân truyền đệ tử cũng có tranh đấu. Căng thẳng, khốc liệt hơn so với nội môn đệ tử rất nhiều hơn nữa huynh lại đắc tội với hoa sư huynh rất nhiều chân truyền đệ tử nhìn huynh không vừa mắt chuyện này ta biết phương hàn cười cười dùng giọng lạnh lùng nói làm cho người ta có chút sợ hãi người không nờ dê ta thì ta sẽ không phạm người nếu người khác gây chuyện bất lợi với ta thì ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là báo ứng sư huynh lần này đến vũ hóa thiên cung được truyền cho công phu gì hương nguyệt nhi hỏi xuân phong một linh thuật một tiểu thần thông mà thôi vì môn phái mà luyện đang một năm sau đó sẽ được truyền thiên một đại pháp phương hàng không chút e ngại nói rõ ra sao là vậy sao lại chỉ truyền cho huynh một tiểu thần thông như vậy còn muốn huynh luyện đang một năm dựa theo quy củ thì có truyền thụ cho huynh toàn bộ thiên một đại pháp cũng là chuyện bình thường mà phải biết rằng phương hàng sư huynh là kỳ tài tự mình đột phá thần thông theo đạo lý thì đánh lẽ phải là trọng điểm bồi dưỡng của môn phái mới đúng chứ? Hư Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói. Có lẽ là vì đắc tội với Hoa Thiên Đô. Dạ vũ sờ sờ lên phi kiếm của mình. Phương Hàng lạnh lùng cười, cũng không nói lời nào, đột nhiên có giọng nói vang vọng từ trên đỉnh núi truyền xuống, là Phương Hàng sư đệ sao? Lên dây đi. Đúng là thanh âm của già Lam. Mọi người vội vàng bay lên, đi đến tầng cao nhất và lam cung ẩn sâu trong mây mù. Đột nhiên một cổ pháp lực to lớn bao trùm lấy thân thể của mọi người, trực tiếp đưa họ vào trong một phòng luyện đan. Phòng luyện đan này thật là lớn. Phương Hàng vừa trấn định lại thì thấy được một phòng luyện đan rộng lớn, ở giữa phòng có một lò luyện đa khổng lồ, cao chừng 10 thân người, bên trên lấp lánh quang mang, xung quanh điêu khắc đủ các loại thần thú rồng, phượng, kỳ lân, vừa nhìn tưởng như một bức điêu khắc khổng lồ lò luyện đan này chắc chắn là một kiện bảo khí cực phẩm. Già Lam cùng Long Huyên đang đứng bên cạnh lò luyện đan, khi thấy Phương Hàng xuất hiện thì Long Huyên liền đứng thẳng lên, tạ ơn Phương Hàng sư huynh tặng đan dược, Long Huyên cả đời này sẽ không quên. Ta chỉ là làm ra lựa chọn tốt nhất mà thôi. Phương Hàng ngồi xuống, ân đức này không dám nhận. Một hoàng âm dương vạn thọ đang chính là kỳ vật trong thiên địa. Ân đức này cứ để ta nhận cho, Bất quá Long Nhi sau khi dùng xong còn cần thời gian chừng 3 ngày 3 đêm mới có thể luyện hóa hoàn toàn dược lực, luyện thành thần thông. Già dạ Lam vẫy tay, một thần châm màu bích lục hiện ra trong lòng bàn tay nàng, chính là thiên một thần châm thắng của Linh Tiêu. Truyền công trưởng lão chỉ truyền cho đệ một tiểu thuật Xuân Phong Linh một thuật cũng không phải là chuyện ngoài dự liệu của ta. Bất quá Xuân Phong một linh thuật là nền tảng để tu luyện thiên một đại pháp, để trước tiên tu luyện cô động linh một chân khí, sau đó sẽ tu luyện thiên một chân khí, cũng phải mất không ít thời gian. Lần này ta đánh cuộc với Linh Tiêu, thắng được thiên một thần châm của hắn, nó cũng vừa khéo có thể hỗ trợ đệ rất nhiều trong khi tu luyện. Đệ đem nó luyện hóa, dung nhập vào trong pháp lực của bản thân, có thể tiết kiệm được không ít thời gian, đồng thời còn có nhiều lợi ích khác nữa. Sau khi nói xong, già dạ Lam vung tay lên, thiên một thần châm bay lên rơi vào trong tay Phương Hàng. Phương Hàng nhìn thần châm trong lòng bàn tay, nội tâm thầm vui mừng, biết rằng những gì mình làm giờ đã nhận được hồi báo rồi. Tuy hắn không biết thiên một thần châm là pháp bảo lợi hại như thế nào, nhưng già Lam đã nói như vậy thì khẳng định có lợi ích lớn cho việc tu luyện của mình, sau này hỏi Diêm sẽ biết rõ thêm thôi. Bất quá hiện già Lam thực lực cao thâm khó dò, Diêm cũng không dám tùy ý xúc động. Về phương diện tu luyện, để có nghi vấn gì thì cứ đến hỏi ta đương nhiên đạo thuật đệ vẫn nên theo học thanh tuyết sư muội đợi sau này nàng xuất quan thì hãy thỉnh giáo nàng thanh tuyết song tu tiên ma lại thêm không rõ nàng từ đâu mà có được một kiện bất diện điện phù của lôi đế thần thông cường hãn vô cùng lần này sau khi ra khỏi tiểu tiên giới biết được chuyện đệ khiêu chiến với hoa thiên đô hẳn sẽ rất cao hứng già lam nói chuyện tự hồ hiểu rất rõ tính cách của phương thanh tuyết xin hỏi sư tỷ Tiểu Tiên Giới là địa phương nào vậy?" Phương Hàn hỏi. "Tiểu Tiên Giới là địa phương thần bí nhất của Vũ Hóa Môn chúng ta, ta tuy cũng từng tu luyện ở nơi đó nhưng tình hình cụ thể thì cũng không rõ ràng, huống hồ đây là bí mật lớn nhất của Vũ Hóa Môn chúng ta, không tiện nói ra. Chờ đệ tu luyện đến cảnh giới nhất định, trưởng giáo nhất định sẽ để cho đệ vào đó tu luyện." Già Lam cười nói, "Không biết đệ đã được phân ngọn núi nào chưa?" Có cần ta giúp gì thì cứ nói một tiếng. Còn chưa xác định, có lẽ phải chờ thêm mấy ngày nữa. Ung um. Mỗi ngọn núi của một vị chân truyền đệ tử đều cần phải chờ thiên công trưởng lão sai sử thần ma kiên tạo mà ra, kiến tạo cung điện xong hết thì mới ban cho chân truyền đệ tử. già dạ Lam gật gật đầu nói, bất quá mấy ngày này đệ tu luyện Xuân Phong Linh một thuật, ở địa phương khác hấp thu tinh hoa của của cỏ cây cũng rất khó luyện thành trên già lam phong của ta có tử trúc lâm, là nơi ta nuôi dưỡng linh căn, để có thể ở đây tu luyện, hấp thụ linh khí, nhất định có thể tăng tiến rất nhanh. Đã như vậy thì xin cảm tạ sư tỷ. Phương hàn nói. Tuyết trắng đầy trời, hàng khí bức người, khắp trời đất phủ một màu bạc lấp lánh, hoa tuyết phủ trắng đất trời bao la, nhưng trên già lam phong một chút tuyết cũng không có, khí hậu ôn hòa như xuân, bất quá chỉ có vài luồng gió lạnh thấu xương thổi qua mà thôi. Dựa theo đạo lý thì núi càng cao càng lạnh nhưng mà trên già Lam Phong thì khác hẳn, tự hồ lúc nào cũng bảo trì tình huống như vậy, không bao giờ thay đổi. Phương Hàng cũng không biết là cái gì giúp duy trì khí hậu trên già Lam Phong, đối với thực lực thâm bất khả trắc của già Lam hắn càng thêm kính phục. Mà già Lam lại tự nhận là không bằng Hoa Thiên Đô khiến cho Phương Hàng thêm một lần nữa phải nhận thức lại lực lượng của Hoa Thiên Đô. Lúc này Phương Hàng đang khoan chân ngồi trong tử trúc lâm, tu luyện xuân phong một linh thuật. Tử trúc lâm này chỉ rộng chừng 800 mẫu, giáo vi vu thổi xuyên qua những trúc ảnh lòa xòa, một mảng màu tím tràn ngập không gian. Cả thân trúc đều có màu tử kim, dùng nước có pha đang dược để chăm bón, cứng cỏi vô cùng, thậm chí có thể dùng để chế tạo phi kiếm cấp bậc linh khí. Cho dù là bảo đao, bảo kiếm thông thường đều không thể chặt gãy được những cây trúc này. Pháp lực vận chuyển, Xuân Phong hóa vũ, một linh thức tỉnh, luyện giả thành chân, tu chân chi môn. Dựa theo phương pháp tu luyện xuân phong một linh thuật, phương hàng vận pháp lực, xảo diệu biến hóa thành một luồng xuân phong cuồn cuộn, rồi sau đó bay ra, đến bên các cây trúc, những cây trúc dường như cảm nhận được pháp lực tràn ngập ý cảnh xuân phong của phương hàng, trung động từng hồi để đáp lại. Pháp lực hóa thành xuân phong, vuốt ve, dần thẩm thấm vào trong thân trúc giúp phương hàng hiểu được đặc tính của cỏ cây, pháp lực dần biến hóa, thành một dòng xoáy mãnh liệt, theo tiếng gió gào thét trở về trên người hắn. Lập tức không khí xung quanh tràn ngập tinh hoa của cây cỏ màu tím xanh, dày đặc như tơ nhện hội tụ lên người Phương Hàn. Vốn pháp lực vô hình giờ đây có thêm màu tím xanh, tất cả hội tụ quay trở về nhập vào trong đầu của Phương Hàn. Tầng thứ hai thần thông bí cảnh chính là đem pháp lực vô hình luyện thành chân khí, có thể thấy được, sờ được. Thần thông bí cảnh là tinh thần chuyển hóa thành pháp lực mà khi pháp lực chuyển hóa thành chân khí thì là biểu hiện của sự tiến bộ. Tinh thần từ vô hình vô chất chuyển thành pháp lực hữu chất mà vô hình, chân khí thì là hữu hình hữu chất. Cho nên mới gọi là chân khí, trước khi Phương Hàng vận dụng pháp lực, giao đấu với thì mọi người chỉ thấy những luồng khí lưu vô hình cùng mảnh, nhưng sau khi luyện thành chân khí thì mọi người đều có thể thấy được một luồng chân khí có màu tím xanh. Thậm chí sau này đến khi chân khí trở nên hùng hậu thì có thể hóa thành cự một chính thức trấn áp một phương, chống đỡ trời xanh. Hiện phương hàng hấp thụ linh khí của cỏ cây, đem pháp lực bản thân luyện thành chân khí. Sau khi pháp lực luyện thành chân khí, độ cứng rắn, sắc bén lại tăng thêm một bậc. Nếu như trước đây Phương Hàng có lực lượng kiềm chế 100 thất huyền hoàng mã thì sau khi luyện thành chân khí có thể kiềm chế 200 thất, thậm chí có thể mạnh hơn. Bất quá cái này cũng phải xem chân khí luyện được có phẩm chất như thế nào. Nếu như phương hàng tu luyện ở nơi sơn giả bình thường thì lượng linh khí của cây cỏ cũng không đủ để sinh ra chân khí có phẩm chất cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ rất chậm chạp, nhưng ở tử trúc lâm này thì khác, ở đây mỗi một cây trúc đều có linh khí dồi dào gấp trăm ngàn lần cây cối bình thường. Đây là tử trúc lâm, là nơi tốt nhất để tu luyện một linh chân khí. Tất cả các cây cỏ trong tử trúc lâm đều không ngừng bị pháp lực hấp thu, càng ngày càng nhiều sau khi cảm thấy pháp lực đã không thể tiếp nhận thêm được nữa thì Phương Hàng thu pháp lực về, đem một linh chân khí trải khắp các bộ phận của cơ thể, dựa theo theo phương pháp luyện thể của Xuân Phong một linh để làm cho nội tạng trở nên mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, Phương Hàng cảm giác thân thể co hơi cứng lại một chút. Tự hồ biến thành gỗ vậy. Hắn bị dọa đến sợ giật cả mình, vội vàng ngừng tu luyện. Tử trúc lâm này đúng là phúc địa để tu luyện, làm ít mà thu được nhiều. Khi Phương Hàng vừa mới giật mình dừng tu luyện thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Diêm! Ngươi tỉnh lại lúc nào thế? Nhanh chỉ ta cách tu luyện thanh đế hoàng một công, ngươi đã ăn kim quan liệt diễm kính chưa, thực lực khôi phục được bao nhiêu rồi? Phương Hàng vui vẻ trong lòng, biết rằng cứu tinh đã tới. Rất là ngon, thuần dương pháp bảo mà. Nếu như ngươi có thể cho ta vài món thì tốt rồi, bất quá cái kim quan liệt diễm kính này hơi yếu, vẫn còn kém cửu cung kim tháp và nhật nguyệt ngũ tinh trạc rất nhiều pháp lực của ta cũng không khôi phục được bao nhiêu người tham quá đi lấy của ta một kiện pháp bảo hiện giờ trên người ta không có một kiện pháp bảo nào đó mà cái xuân phong một linh thuật này có phương pháp luyện thể có thể dùng song song với diêm la kim thân không ta đang tu luyện tự nhiên cảm thấy toàn thân cứng nhắc lại như gỗ đá không biết có phải là tẩu hỏa nhập ma không Phương Hàng hiện tại cũng đã biết rất nhiều điều cấm kỵ trong tu luyện, sợ dị chủng chân khí xung đột, dẫn đến bị bại não, luyện thể không được, lại khiến thân thể hóa thành gỗ đá, cứng ngắc không thể động đậy. Hiện tại thân thể hắn cũng có chút cứng ngắc, hắn hoài nghi không biết có phải là xảy ra vấn đề khi luyện công hay không. Chuyện này cũng có phần nguy hiểm, ngươi cảnh giác như vậy cũng tốt, bất quá chuyện này đối với ngươi không phải không có chỗ tốt. Diêm nghe được thắc mắc của Phương Hàng thì trầm tư trong giây lát rồi nói, Kim khắc một, Diêm là kim thân chuyên khắc chế một chân khí, hiện tại thân thể ngươi có hơi chút cứng ngắc, phải vận dụng công pháp của Diêm la kim thân phá tan một linh chân khí trong cơ thể, cường hoành thông vệ, cường hóa thân thể. Cứ tiếp tục như vậy thân thể ngươi sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Diêm la kim thân sẽ không ngừng tiến bộ, bất quá khi khí huyết tuần hoàng, đánh tan một linh chân khí thì sẽ vô cùng thống khổ so với tắm vạt dầu thì còn đau đớn hơn rất nhiều. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Bây giờ ta sẽ truyền thụ thanh đế một hoàng công cho ngươi. Khi thanh âm của Diêm vang lên, một luồng ý niệm bỗng ồ ạt truyền vào trong đầu Phương Hàng. Phương Hàng liền cảm giác như bản thân trở về thời cổ đại, ở một vùng đất hoang vu xa xăm. Đột nhiên một cây cột màu xanh một thẳng lên, cao tới tận trời, giống như cột chống trời, sau đó gốc cây màu xanh dần biến thành một bức tượng hình người, khắp trời đất chỉ còn một màu xanh biếc. Từng câu pháp ngôn, từng đạo phù chú, còn có rất nhiều lý giải, cảm ngộ truyền vào trong đầu của Phương Hàng. Thanh đế phù Một hoàng phù Phương Hàng dần dần hiểu được nền tảng của thanh đế một hoàng công, đem toàn bộ pháp lực phân ra thành hai phần, dùng vào hai tay. Lập tức trên hai tay hắn xuất hiện hai khí phù. Hai khí phù này là do rất nhiều phù phú nhỏ gộp lại tạo thành, sinh sôi không ngừng, vận chuyển liên tục. Cường đại hấp lực lấy phương hàng làm trung tâm mạnh mẽ hút lấy linh khí xung quanh. Ba lý ba lạp. Hơn 10 cây trúc gần phương hàng nhất đột nhiên nổ tung, sau đó héo rũ, biến thành gỗ mục, không còn chút sinh khí. Sinh khí trong mấy cây trúc này trong nháy mắt đã bị hút hết, không còn sót một chút nào. Bá đạo như vậy. Phương Hàng giật nảy mình. Vừa định đứng lên thì thân thể đã hóa thành giống như đá gỗ, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, liếc mắt nhìn xuống thì các dốt ngón tay, da dẻ trên người đều đã biến thành giống như thân trúc, cả cơ thể đã hóa một rồi. Diêm la kim thân. Đánh tan một linh. Phương Hàng biết rõ, đây chính là thời điểm mấu chốt trước khi tẩu hỏa nhập ma, lập tức tập trung tinh thần, thúc giục khí huyết tuần hoàn trong cơ thể, đánh sâu vào các đốt ngón tay, giải khai sự sơ cứng do một linh chân khí tạo ra. Nhưng mà khi vừa bắt đầu thì toàn thân đau đớn vô cùng, giống như vô số lưỡi cưa đang cắt vào thân thể, cắt rời từng bộ phận của cơ thể ra. Phương Hàng cảm giác thân thể mình tùy thời đều có thể phân liệt. A a a a a. Cảm nhận được sự thống khổ kịch liệt này, Phương Hàng vẫn kiên trì chịu đựng, ý niệm trong đầu càng thêm kiên cường, miệng không rên rỉ chút nào. Quả nhiên đúng như Diêm nói, dùng diêm la kim thân đánh tan một linh chân khí thống khổ, đau đớn vô cùng, giống như tách rời từng bộ phận của cơ thể. Mỗi lần ngươi vận chuyển thanh đế một hoàng công thì không khác gì tẩu hỏa nhập ma, đứng giữa làng ranh sống chết, nguy hiểm vô cùng. Nhưng loại tu luyện như vậy cũng giúp tôi luyện ý chí của ngươi. Ý chí càng mạnh thì tinh thần càng cường đại, pháp lực càng mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho thực lực mạnh mẽ hơn loại tu luyện này rất gian khổ, nhưng nếu ngươi có thể chịu đựng được những thống khổ đó thì trên đời này còn có nỗi đau nào mà ngươi không chịu được. Thanh âm lạnh như băng của diêm vang lên, không có chút cảm tình nào. Phương Hằng lúc này cũng chỉ có thể yếu ớt đáp lại lời của Diêm, toàn lực vận chuyển Diêm la kim thân xung kích một linh chân khí. Mỗi khi đánh vào một đốt ngón tay, toàn thân Phương Hằng lại rung động, mỗi một tấc da thịt quặn đau kinh khủng, như bị cắt đứng từng khúc một, nhưng hắn biết rõ nếu mình ngừng vận chuyển thì khí huyết toàn thân sẽ cứng ngắc lại, càng ngày càng cứng lại, đến cuối cùng thì biến thành người gỗ. Đúng là như vậy, mỗi lần tu luyện thanh đế một hoàng công thì chẳng khác nào lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, cần phải có ý chí kiên cường, nghị lực to lớn, quyết không lùi bước mới có thể tu luyện, người bình thường căn bản không dám thử loại cảm giác này. Nhưng Phương Hàng vì chiến thắng Hoa Thiên Đô mà cái gì hắn cũng không sợ, không gì không dám làm. Từng bước vận chuyển tinh thần, thúc giục khí huyết, phá tan chân khí. Rốt cuộc sau 3 ngày 3 đêm, các đốt xương trên toàn thân Phương Hàng cũng đều đã bị bạo phá, cơ nhục toàn thân khai mở ra, một linh chân khí từ bên trong thoát ra rồi nhập vào hai đạo phù chú trên tay Phương Hàng. Cuối cùng cũng có thể từ trong tẩu hỏa nhập ma mà tỉnh lại. Phương Hàng đột nhiên đứng thẳng, thân thể chấn động, cơ nhục toàn thân rung động từng hồi, trận trận thư sướng truyền đến, không khí xung quanh bị chấn động tạo thành sóng khí, thổi tung các cây trúc héo rũ xung quanh, quay tròn xung quanh người hắn. Tất cả chỉ là thuần túy bằng vào lực lượng thân thể, không hề sử dụng chút pháp lực nào. Cùng lúc đó, Phương Hàng cảm thấy một linh chân khí cùng huyết nhục của bản thân dung hợp thành một, thân thể càng thêm cường đại hơn. Khí huyết không ngừng tuần hoàng, bành trướng rộng ra như dòng long uyên hà, một luồng nguyên khí nhàn nhạt truyền vào trong đầu, hòa với pháp lực, làm cho pháp lực càng thêm thâm hậu. Thành đế phù và một hoàng phù trên tay tán đi, thần trí phương hàng vừa động, thiên môn liền mở ra, một luồng pháp lực từ thiên môn phóng ra ngoài, chân khí không còn vô hình vô sắc nữa mà mang theo màu tím xanh nhàn nhạt, giống như mây như khói, mờ mờ ảo ảo, thật giống như hương khói của quỷ thần ngưng kết lại. Ha! Pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ lại, Hóa thành một bàn tay thật lớn vỗ mạnh xuống mặt đất. Mặt đất liền hiện ra một dấu chưởng ấn sâu chừng 3 4 xích. Phương Hàn cảm giác được chân khí bản thân lại tăng thêm, tăng ít nhất là một mã lực. Khi còn ở thân thể cảnh muốn tăng thêm một mã lực không biết phải dùng bao nhiêu đan dược, rèn luyện bao nhiêu lâu mới được. Giờ đây đạt tới thần thông bí cảnh, phá vỡ trói buộc của cơ thể, lực lượng gia tăng không ngừng, đây mới là chỗ tốt của thần thông bí cảnh. Phương Hàng tinh tế cảm thụ sự biến đổi của cơ thể. Ngươi hiện tại chẳng qua chỉ là đạt được một chút thành tựu nho nhỏ mà thôi. Để có thể đem pháp lực toàn thân chuyển hóa toàn bộ thành chân khí, bước vào chân nguyên cảnh thì còn lâu lắm. Ngươi phải tập trung tu luyện đi. Đúng rồi, đưa thiên một thần châm cho ta, để ta ngâm nó trong hoàng tuyền hà, chờ đến khi ngươi tu luyện thanh đế một hoàng công có chút thành tựu rồi ta sẽ đem một khí của thần châm cho ngươi hấp thu hẳn là có thể rất nhanh đột phá chân nguyên cảnh. Nếu không, vì sự bá đạo của thanh đế một hoàng công mà ngươi đem cả rừng tử trúc lâm này hút đến khô kiệt thì không biết phải nói thế nào với già Lam. Diêm tinh tế nói. Sau khi ngươi thôn vệ được kim quan liệt hỏa kính, lực lượng cường đại hơn rất nhiều nhưng mà ta cũng chưa từng thử qua sức mạnh của bảo khí đó, hẳn là có thể dùng nó để luyện hóa vài đầu thiên ma đó. Phương Hàng nghe Diêm nói vậy thì đem thiên một thần châm ném vào Hoàng Tuyền Hà, dòng nước lập tức lay động bao bọc lấy thiên một thần châm, đem một khí từ trong thần châm hút ra. Một kiện bảo khí chỉ trong chớp mắt đã bị hòa tan, có thể thấy được pháp lực của Diêm tăng lên rất nhiều. Tiếp sau, Kim Quang Liệt Hỏa Kinh đổi lấy công pháp thanh đế một hoàng công, chuyện tốt như vậy thì cho dù là trưởng giáo của 10 môn phái tiên đạo cũng tranh nhau làm. Diêm cười khanh khách, chuyện ngươi nhanh chóng bước vào chân nguyên cảnh mới là điều trọng yếu nhất. Hiện giờ cũng nên luyện chế một ít một linh đang đi, không nên lãng phí thời gian, đem những thảo dược lấy được từ dưới lòng đất luyện chế đi. Hiện giờ cũng không nên hấp thu tinh hoa của cây cỏ để tu luyện thanh đế một hoàng công. Hảo, để ta thử xem. Phương Hàng nghe lời diêm, lấy từ trong hoàng tuyền đồ ra vài miếng linh chi, phục linh, địa hoàng, Chờ hơn 10 loại linh dược xếp thành một đống trước mặt rồi mới vận chuyển thanh đế phù, một hoàng phù, mạnh mẽ hấp thu. Lập tức sợi sợi linh khí từ đống linh dược bốc lên, hội tụ, nhập vào trong lòng bàn tay hắn. Sa cúc khi dược khí bốc lên, đống linh dược liền biến thành bã thuốc, toàn bộ tinh hoa đều đã bị hút sạch. Ta là thanh đế, là hoàng đế của vạn một, điều lý một tính, linh khí hợp nhất. Phương hàng án theo phương pháp luyện chế một linh đan vận chuyển dược khí sau đó hội tụ thành một viên linh đan nhỏ ở trong lòng bàn tay. Vốn một linh đan cần phải dùng rất nhiều linh dược, tôi luyện ở trong lò đan, lây ra dược khí, rồi sau đó mới dùng pháp lực hấp thu, luyện thành đan dược. Nhưng mà thanh đế một hoàng công quá mức bá đạo, cưỡng chế thu lấy linh khí của dược vật, căn bản không cùng lửa thiêu đốt, cường hành thu lây. Thật giống như hoàng đế ra lệnh cho quần thần, vua muốn thần tử, thần không thể không tử. Trên thực tế thì thanh đế một hoàng công khi luyện đến tầng cuối cùng, có thể điều khiển vạn một, thân là một hoàng, thanh đế, có thể điều khiển sinh cơ trong thiên địa, không gì không làm được. Đây là là thần thông cực cao. Thanh đế một hoàng công vô cùng bá đạo, nhưng mà ngươi còn lâu mới có thể khống chế được vạn một, nắm giữ sinh tử. Cái này ta tự biết mà, con đường tu luyện dài vô tận. Ta muốn bước vào chân nguyên cảnh thì mất bao lâu? Phương Hàng hỏi nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm. Bất qua ngươi hấp thụ thiên một chân khí của thiên một thần châm thì có lẽ nhanh hơn, trong vòng 3 năm có thể luyện thành. Diêm tính toán. Lâu như vậy sao? Phương Hàng ngẩn ra. Diêm lặng lặng hỏi lại, ngươi cho rằng đơn giản vậy sao? Sau khi bước vào thần thông bí cảnh, cứ từng bước một tiếng lên, bước sau khó gấp trăm lần bước trước, càng ngày càng khó. Cao thủ bình thường muốn tu thành chân khí thì phải mất chừng 2 30 năm mới có thể luyện thành. Một người tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí thì phải tìm một mạch khoáng kim loại, ở đó tu luyện, hấp thu ngũ kim tinh khí, dung nhập vào pháp lực bản thân. Cả ngày ngồi tu luyện không ngừng, còn phải dùng các loại đan dược hóa giải các thương tổn kim khí gây ra đối với cơ thể. Nếu không phải ngươi dùng Cửu khiếu kim đan, lại dùng hoàng tuyền thánh thủy luyện thành diêm la kim thân thì việc tu luyện thanh đế một hoàng công còn khó khăn hơn nhiều, chỉ sợ là khổ tu 30 năm mới có thể đạt tới chân nguyên cảnh. Hắc hắc, mấy ngàn năm trước có rất nhiều cao thủ thần thông bí cảnh tu luyện cả năm 60 năm mà vẫn chưa luyện thành chân khí, dần dần già yếu mà chết. Cho nên bây giờ ai cũng cố gắng gia nhập vào một môn phái, được cung cấp công pháp, nguyên liệu dùng để tu luyện để đẩy nhanh tốc độ đại tự tại huyền kim kiếm khí. Thuấn sát đại pháp. Mấy cái đó ngươi có biết không? Phương Hằng có vẻ chờ mông, nghe Diêm nói xong thì liền hỏi, không biết Diêm rốt cuộc biết được bao nhiêu loại kỳ công. Ta đương nhiên biết, thậm chí còn biết cả tử điện âm lôi đao, thất tu bích diễm mang, thiên hàng huyền minh kính. Tám đại thần thông của vũ hóa môn ta đều biết hết. Bất quá cũng chỉ biết phần trung cấp công pháp của vũ hóa môn mà thôi, các phần cao cấp công pháp có ghi lại phương pháp phi thăng thì ta không biết. Thần thông bàn vũ đại lực mà hoa thiên đô tu luyện ta cũng không biết. Diêm trả lời gọn gàng dứt khoát, sau này khi người tu luyện tới thiên nhân cảnh, sau đó đi lên tới tầng thứ sáu vạn pháp quy nhất thì muốn tu luyện bao nhiêu loại thần thông cũng được, thêm được một thần thông thì sau này ngưng tụ kim đan, hạt giống của thần thông sẽ càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, trực tiếp quyết định ngươi có bao nhiêu cơ hội để tiến vào trường sinh bí cảnh. Hoàng tuyền môn ta năm đó là đệ nhất tông phái ma đạo, có đủ loại thần thông. Trên thực tế ta cũng chỉ biết có 36 loại thần thông. Mà hoàng tuyền đại đê năm đó kim tu 99 loại thái cổ thần thông. 99 loại thần thông thượng cổ. Vi mãnh đến mức nào, thiên hạ mấy người sánh bằng, Phương Hàng biết được hoàng tuyền đại đế năm đó kim tu 99 loại thần thông thượng cổ thì tâm thần rung động không thôi, không biết là lợi hại đến mức nào đây. Thanh đế một hoàng công mà ngươi tu luyện cũng là một trong các loại thần thông thái cổ, ngươi nếu tu luyện tốt thì còn mạnh mẽ hơn tử điện âm lôi đao nhiều. Mà đại tự tại huyền kim kiếm khí ngươi cũng muốn học vậy thì học bạch đế kim hoàng trảm đi. Đây mới thực sự là kim đạo chân chính, thấu hiểu được hết sự huyền bí của kim khí trong thiên địa. Diêm lạnh lùng cười nói, để sau khi ngươi tu luyện tới tầng thứ năm, não hải có thể dung nạp các loại chân khí khác nhau nhì sẽ học năm thần thông ngũ đế đại ma. Lúc đó Hoa Thiên Đô cũng không thể giết được ngươi. Trong khi tỷ thí thì dù cho hắn có muốn áp chế được ngươi cũng khó khăn vô cùng. Thần thông của ngũ đế đại ma. Phương Hàng vội hỏi, đây là tuyệt học của Hoàng Tuyền Môn sao? Đúng vậy, chính là tuyệt học của Hoàng Tuyền Môn, học xong năm thần thông ngũ đế đại ma thì cũng là có đủ tư cách chấp trưởng hoàng tuyền môn. Năm loại thần thông phân biệt có danh xưng là thanh đế một hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền. Diêm trịnh trọng kể hết ra. Thanh đế, xích đế, bạch đế, hắc đế, chỉ có bốn đế, không phải ngươi nói là ngũ đế đại ma sao? Hẳn là phải co đủ ngũ đế mới đúng chứ. Phương Hàng nghe hắn nói thì có chút nghi hoặc không rõ. Còn có một môn nữa, chính là Diêm La Kim Thân mà ngươi tu luyện. Tiến lên một bước nữa chính là Hoàng đế Thổ Hoàng Đạo. Thổ Hoàng chính là Diêm La. Pháp môn này hấp thụ đại lượng tinh khí, dung hợp với pháp lực, luyện thành Thổ Hoàng chân khí. Bất quá hiện tại ngươi vẫn chưa thể tu luyện, chỉ có thể luyện thể mà thôi. Nếu không một chân khí cùng hoàng chân khí xung đột, ngươi không điều hòa được, dẫn đến thang thể tự bạo, nổ tan xác. Hơn nữa cho dù ngươi không tu luyện thổ hoàng chân khí, hiện lại diêm la kim thân cùng với một hoàng chân khí xung đột với nhau, mỗi lần xung đột ngươi cũng gần như tẩu hậu nhập ma rồi, phải rất cố gắng mới có thể thoát ra được. Nếu như tiến thêm bước nữa, tu luyện chân khí thì sẽ thành bộ dạng thế nào? Diêm bắt đầu giải thích cho phương hàng, đem mọi thứ giải thích rõ ràng cụ thể, truyền thụ một cách rất tận tình bằng không đối diêm đối với Phương Hàng vẫn chỉ là một cái gì đó bí ẩn, mà Phương Hàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng diêm. Ít nhất, diêm muốn hắn tìm kiếm thuần dương pháp bảo thì phải truyền dạy công pháp cho hắn, đây là giao dịch chứ không phải mối quan hệ hảo hữu tốt đẹp gì. Bất quá hiện tại lợi ích của hai người gắn liền với nhau, cho nên hai bên đều hết mình cố gắng, không có tâm tư khác. Thần thông vũng đế đại ma, năm đại pháp môn này ngươi đều biết sao muốn thế nào thì mới bằng lòng dạy ta. Phương Hàng hỏi, năm loại công pháp này vừa nghe tên thì đã thấy kinh thiên động địa, nếu như một người mà biết hết năm đại công pháp này thì... Hoàng tuyền đại đến năm đó lợi hại đến mức nào đây? Năm thần thông này ta tự nhiên là biết hết. Bất quá hiện tại không thể dạy cho ngươi được bởi vì pháp lực của ngươi không đủ, hơn nữa tiên đạo và ma đạo tuy bất đồng nhưng đều có loại pháp thuật có công dụng tương tự như sư hồn đại pháp, vạn nhất dạy cho ngươi, mà ngươi lại bị nhân vật lợi hại nào đó chế trụ, đọc được trí nhớ của ngươi thì làm sao bây giờ? Lộ ra năm loại thần thông này thì căn cơ của hoàng tuyền môn coi như xong rồi. Diêm vuốt vuốt long trảo của mình nói, trừ phi ngươi tu luyện đến tầng thứ 5, thiên nhân cảnh, ta mới có thể từ từ truyền dạy cho ngươi từng cái một, hơn nữa còn đem 36 môn thần công mà ta biết truyền thụ cho ngươi lúc đó có thể áp đảo được những đệ tử của hoàng tuyền môn còn sót lại, thu họ làm thủ hạ, dần dần xây dựng nên thế lực của chính mình. Việc ngươi cần phải làm còn rất nhiều, ngoài tu luyện còn phải thu thập những tàn dư của hoàng tuyền môn, hợp nhất tất cả lại. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, không phải ta vẫn đang tu luyện đó sao? Tầng thứ 5, Thiên Nhân Cảnh Phương Hàng nắm chặt hai tay lại, ta nhất định sẽ rất nhanh đạt tới Thiên Nhân Cảnh nếu không cũng không có tư cách khiêu chiến với Hoa Thiên Đô chứ nói gì đến đánh bại hắn. Khó. Khó càng thêm khó. Với tiến độ hiện tại của ngươi, trong vòng 10 năm muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh thì chính là chuyện chỉ có trong mơ mà thôi, trừ khi gặp được kỳ ngộ. Ta thấy ngươi ngoại trừ việc bế quan thì cũng nên đi lịch lãm, tìm kiếm thâm sơn cổ động, viễn cổ di tích, tìm được tiên duyên, gặp được kỳ ngộ thì mới có chút cơ may. Diêm lắc đầu nói. Tu luyện trước đã rồi nói sau, phải đem pháp lực cô động thành chân khí, quy lực mạnh mẽ hơn một chút, khi đó đi lịch lãm cũng an toàn hơn. Phương Hàng lấy ra một viên huyết đang nuốt vào, bổ sung nguyên khí bị tiêu hao của thân thể, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống, vận chuyên pháp lực toàn thân, tay trái lại ngưng tụ thanh đế phù, tay phải ngưng tụ một hoàng phù, toàn tâm toàn ý hấp thụ linh khí của cỏ cây trong tử trúc lâm. Hiện tại hắn cũng đã khống chế được sự bá đạo của hai phù chú này, cũng không phải trong chớp mắt hút khô hết các cây trúc xung quanh. Nhưng mà lực hút cũng vẫn mạnh mẽ như trước, các cây trúc trong tử trúc lâm không ngừng nổ vang, vô số luồng khí lưu màu tím xanh tạo thành dòng nước xoáy bắn vào thân thể hắn. Thân thể hắn không ngừng bị mục hóa, không ngừng giải khai, sau mỗi lần như vậy, hắn lại ăn một viên huyết đan để bổ sung máu huyết bị hao tổn của cơ thể huyết đan này luyện chế từ màu huyết của bạch mao phi cương trong đó có màu huyết của ma hoàng hiện tại trong quá trình không ngừng dùng huyết đan trong mỗi lần phá tan một hóa chống chọi để không bị tẩu hỏa nhập ma máu ma hoàng nhập vào trong thân thể kết hợp với diêm la kim thân làm tăng cường sức mạnh của thân thể thân thể ngưng luyện hơn trước tinh thần trong não hải cũng cường đại hơn càng ngày chuyển hóa thành càng nhiều pháp lực một ngày lại một ngày qua đi bên ngoài già lam phong tuyết đã ngừng rơi mặt trời lộ ra, hòa tan băng tuyết, sưởi ấm thiên địa, hơn ba tháng sau, trời đất lại xanh tươi trở lại, mùa xuân lại tới. Vạn vật nảy mầm, cỏ cây tươi tốt, linh khí của cỏ cây trong thiên địa càng thêm đậm chất. Phương Hàng ở trong tử trúc lâm, tỉnh tu hơn ba tháng. Trong ba tháng này, hắn ăn huyết đan, uống pháp thủy. Bởi vì huyết đan tinh khiết, cũng không cần phải bài tiết cái gì nên trong người không có chút tạp chất, cho dù có một chút thì chỉ cần vận chuyển pháp lực là có thể trực tiếp tống ra khỏi cơ thể, căn bản không cần phải đi vệ sinh, chỉ cần tâm hơi động là thân thể liền trở nên sạch sẽ. Cho nên dù tu luyện lâu như vậy nhưng thân thể hắn vẫn như trước đây, không chút thay đổi, không cảm giác được thời gian trôi qua, bất đồng duy nhất chính là thân thể hắn càng thêm nhẵn nhụi hơn, hơn nữa từ các lỗ chân lông trên cơ thể không ngừng tản mát ra xuân phong, thật giống như vị thần mùa xuân, cùng mùa xuân hô ứng. Pháp lực không ngừng phóng ra thu về qua mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể. Hiện tại pháp lực của hắn đã biến thành màu tím xanh đậm đà, giống hệt màu của tử trúc lâm. Đôi khi pháp lực phun ra từ lỗ chân lông rơi xuống mặt đất, lại sinh ra một cây trúc mới. Sau đó gió xuân thổi qua, pháp lực bên trong thân trúc lại bị hút đi. Lúc này, thanh đế phù và một hoàng phù trên tay của Phương Hàng đều đã ẩn giấu vào trong thân thể, ai cũng không thể nhìn ra nhưng lực hấp thu lại càng lớn hơn. Cổ hấp lực này không còn hạn chế trong tử trúc lâm nữa mà cơ hồ bao phủ cả già Lam Phong, tất cả cây cỏ ở đây đều bị dẫn động. Mà bên ngoài già Lam Phong, gió xuân, ná. Nờ dê âm, vạn vật nảy mầm, linh khí cỏ cây ở khắp nơi đều tụ về già Lam Phong. Tại nơi cao nhất của ngọn núi, đang tu luyện trong phòng luyện đan, già Lam cuối cùng cũng bị kinh động mà giật mình mở mắt ra. Cùng lúc đó, Long Huyên cũng đang tu luyện trong phòng luyện đan cũng cảm giác được cái gì đó. Sau khi Phương Hằng đưa âm dương vạn thọ đan cho nàng, dưới sự trợ giúp của già Lam, Long Huyên đã đem tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, vững vàng bước vào thần thông bí cảnh. Hiện tại mỗi ngày đều tu luyện, cô động pháp lực, tập luyện để quen thuộc với pháp lực, sử dụng pháp lực một cách linh hoạt. Trong ba tháng này, nàng cũng đã trở thành chân truyền đệ tử. Bất quá Long Huyên còn phải mất một thời gian dài nữa để cô động pháp lực thành chân khí, ưu thế của nàng chính là có già lam tỉ mỉ chỉ điểm. Xuân Phong một linh thuật. Sao lại có thể có uy lực lớn như vậy? Nàng cảm giác linh khí của tất cả cây cỏ trên già lam phong đều bắt đầu tụ tập về vị trí của phương hàng. Ta sao lại cảm giác như những một linh khí này giống như đang hướng về hoàng đế triều bái, dũng mãnh tụ tập về tử trúc lâm, Xuân phong một linh thuật này chỉ là căn cơ mà thôi, sao lại có thể tinh diệu, thậm chí còn cao cấp hơn cả thiên một đại pháp. Đây chắc chắn là một loại thần thông đỉnh cấp. Phương hàng này quả nhiên không đơn giản. Xem ra sắp sửa chuyển hóa pháp lực thành chân khí rồi. Nhanh thật. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Già Lam khẽ vung tay lên, từ trên lò đang bay ra một luồng dược khí, ngưng kết trên bàn tay nàng thành một viên đan dược có màu lam nhạt, giống như một viên ngọc bích. Nàng đem đan dược này bỏ vào trong một cái hồ lô rồi đưa cho Long Huyên. Trên người Phương Hàng có bí mật không nên hỏi, miễn cho hắn có phản cảm với chúng ta. Mỗi chân truyền đệ tử đều có bí mật của riêng mình, muội cũng không nên tìm hiểu bí mật của người khác, như vậy sẽ làm cho người ta sinh ra địch ý với muội. Phương Hàng không nói thì cũng đừng hỏi. Muội ở chỗ ta tu luyện cũng đã được 3 tháng, vận dụng pháp lực về cơ bản thì cũng thuần thục rồi. Giờ có thể đến gặp truyền công trưởng lão, xin người truyền thụ vạn thủy thần quyết cho muội, phối hợp với chân long huyết mạch của muội thì thực lực sẽ tăng lên không ít, giống như hổ thêm cách. Tu luyện ít mà thu được lợi ích lớn. Đây là tam tinh đan, có thể không ngừng cô động lực lượng thân thể, bổ sung thể lực, cung cấp nguyên khí, phụ trợ muội tu luyện vạn thủy thần quyết, muội giữ lấy đi, sau này khi ra ngoài lịch lãm cũng có chỗ hữu dụng. Nghe nói trong biển rộng còn sót lại rất nhiều di tích viễn cổ, muội có thể đến đó thăm dò, tìm kiếm, không chừng sẽ gặp kỳ tích. Long Huyên nhận lấy hồ lô, đa tạ già Lam sư tỷ. Sao sư tỷ không tự mình đi một chuyến? Đi tìm các viễn cổ di tích còn sót lại sau tiên ma đại chiến, không ít cao thủ gặp được nhiều kỳ ngộ ở đó, như Phương Thanh Tuyết nhờ tìm thấy di tích của viễn cổ lôi đế lưu lại nên thần thông tiến nhanh vô cùng. Ta đã đi vài lần rồi, Bất quá tình hình nơi đó rất phức tạp. Năm đó viễn cổ tiên ma đại chiến, kinh thiên động địa, tạo ra thông đạo xuyên đến thế giới của chúng ta, đồng thời cũng có thông đạo xuyên đến các thế giới khác, xâm nhập vào sâu bên trong thì nguy hiểm vô cùng. Mà thăm dò ở ngoại vi đối với ta không có gì hữu ích cả. Già Lam lắc đầu. Sư tỷ có hồng tâm tráng chí, muốn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, sau đó học theo Linh Lung Tiên Tôn, khai sáng linh lung phúc địa mà Ba ngàn năm trước, Linh Lung Tiên Tôn là đệ tử của Thái Nhất Môn, vì học một môn tà thuật mà bị Thái Nhất Môn đuổi giết, muốn phế bỏ pháp lực của người nhưng mà người chạy thoát được. Trong lúc tức giận lập ra môn hộ, khai sáng Linh Lung Phúc Địa, cuối cùng trở thành một trong 10 đại môn phái tiên đạo. Thái Nhất Môn đến giờ vẫn không thể làm gì được, nếu không thì bây giờ cũng chỉ có chính môn phái tiên đạo mà thôi. Long Huyên nói. Chính vì chuyện linh lung 3.000 năm trước cho nên các môn phái tiên đạo bây giờ đối với việc học tập công pháp của đệ tử cũng rất thoải mái, ngoại trừ thái nhất môn vẫn bảo thủ như trước, nghiêm cấm đệ tử học thần thông của các phái khác. Bất quá hoa thiên đô cũng muốn cải cách vũ hóa môn, học tập theo sự bảo thủ của thái nhất môn, lập ra nhiều môn quy xâm nguyên. Đến khi hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngôi vị trưởng giáo thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều ta cũng muốn học linh lung khai tông lập phái, mà hình như Phương Thanh Tuyết cũng có ý nghĩ như vậy. Dạ Lam có chút bất đắc dĩ, thở dài, bất quá lần này muội đi mạo hiểm, tìm kiếm tiên duyên có lẽ nên đi cùng với Phương Hàng đi. Phương Hàng có đại cơ duyên, lại thêm lực lượng hùng hậu, có thể giúp đỡ cho muội rất nhiều. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một tiếng nổ lơn vang lên. Cây cỏ trên già dạ lam phong đang xanh tươi, tràn ngập sinh khí, khắp nơi tản mát mùi vị tươi mới bỗng nhiên heo rũ xuống, huyết tham điền, linh chi dược điền, phục linh dược điền, chu quả dược điền, thiên ma dược điền, long xà thảo dược điền, tuyết liên dược điền. Linh khí của trăm ngàn mẫu dược điền, linh thảo đều bị một lực hút mạnh mẽ hút về phía phương hàng đang khoanh chân ngồi tu luyện trong tử trúc lâm, sau đó hòa vào với pháp lực đang vần nanh người hắn. Già dạ Lam Phong là ngọn núi của một trong năm đại chân truyền đệ tử, trên đó có hơn nghìn loại linh dược, linh thảo phẩm chất cũng hơn hẳn so với các ngọn núi của các chân truyền đệ tử khác nhiều lắm, vậy mà linh khí của cỏ cây nơi đây lại bị Phương Hàng một lần hấp thu gần như hết sạch. Linh khí của đủ các loại dược thảo cùng cuộn nổi lên, hội tụ về quanh người Phương Hàng, hòa nhập cùng với pháp lực của hắn. Phương Hàng chỉ cảm thấy pháp lực bản thân hấp thu linh khí của trăm loại linh dược, linh một, linh thảo, linh căng, thậm chí còn có cả sinh cơ tươi mới, Ấm áp của mùa xuân Những khí tức này hội tụ thành đoàn Hòa quyện cùng pháp lực của hắn Sau đó tiến nhập vào trong thân thể của hắn Khiến cho toàn bộ thân thể hắn một hóa Mà trong đầu như có vạn một sinh trưởng Tưởng như muốn nổ tung Đây là Linh khí của toàn bộ linh dược trên già Lam Phong Đều bị hắn hút hết Khiến cho phân nửa bị héo rũ A à. Long huyên vội vàng bay ra Nhìn thấy cảnh này thì lắp bắp kinh hãi cái này cũng không có gì, cũng chỉ cần trồng lại thôi, không tốn bao nhiêu thời gian. Già Lam cũng thuấn di hiện ra bên cạnh nàng, nhìn về phía phương hàng ở trong tử trúc lâm, hắn trong một thoáng đã hấp thụ linh khí của Bách Thảo, thiên dược, vạn một chả lẽ không sợ một khí trùng kích, tẩu hỏa nhập ma sao. Thân thể hắn hình như đã một hóa rồi. Để xem hắn làm thế nào để hóa giải. Muội để ý quan sát quá trình hắn luyện hóa một linh khí, có thể học hỏi, thu được nhiều lợi ích cho việc tu luyện sau này của muội, tránh đi nhầm ngã rẻ. Trong lúc nói chuyện, Già Lam vẫn luôn chú ý xem Phương Hàng làm thế nào hóa giải được vạn một linh khí đang hội tụ trên cơ thể hắn. Lúc này mới là chân chính là tẩu hỏa nhẫu ma, nếu như không thể vượt qua được thì ta cũng xong đời. Phương Hàng cảm giác được linh khí của trăm ngàn cây cỏ nhập vào trong cơ thể, khó chịu vô cùng. Hiện tại toàn thân hắn đã hoàn toàn một hóa, Da dẻ toàn thân trở thành giống như vỏ cây, còn có xuất hiện vòng tuổi giống hệt như cây gỗ. Cả người từ trên xuống dưới như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, rất sống động. Hắn vừa rồi cảm giác được khí tức mùa xuân của thế giới bên ngoài thì biết được bản thân đã tu luyện được 3 tháng rồi, mùa xuân là lúc cỏ cây sinh sôi, tươi tốt, sinh khí tràn đầy, là thời điểm tốt nhất để tu luyện thanh đế một hoàng công. Việc khiêu chiến với Hoa Thiên Đô cũng chỉ có kỳ hạn 10 năm. Mỗi ngày thời gian trôi đi thì thời khắc chiến đấu sinh tử vì bảo tồn tôn nghiêm của bản thân lại càng tới gần. Thoáng cái đã qua 3 tháng rồi, tâm phương hàng có chút gấp gáp, vận công hơi gấp một chút kết quả dẫn đến linh khí của cây cỏ khắp nơi dũng mãnh hướng về hắn triều bái, hòa vào trong pháp lực của hắn, không thể ngừng lại được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng chống chọi, ổn định linh khí, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn nhưng cuối cùng, vạn một linh khí tràn về quá hung mảnh, hắn cũng không thể không dùng thiên một thần châm để trấn áp được. Xích lạp Một đạo tia sáng hình châm theo đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt bành trướng, lớn lên, hóa thành một pho khúc gỗ lớn, không ngừng xoay tròn, hấp thu tất cả linh khí của cỏ cây. Phương Hàng thừa lúc này bắt đầu vận chuyển diêm la kim thân, xung kích một linh khí trong cơ thể. Ba tháp Lớp gỗ trên người hắn không ngừng nổ mạnh, để lộ ra da thịt trơn mịn, óng ánh. Phương Hàng phá được một tầng một hóa thì vội vàng lấy một viên huyết đan ra nuốt vào. Hiện tại tay chân hắn đều không thể cử động được, chỉ có thể dùng pháp lực lấy huyết đan ra đưa vào miệng rồi nuốt xuống. Huyết đan vừa vào bụng liền tan ra, bồi bổ khí huyết cho cơ thể, giúp gia tăng tốc độ tuần hoàn của máu. Lại phá tan thêm một tầng một hóa ở các đốt ngón tay. Phương Hàng có được kinh nghiệm này, mỗi lần phá tan được một tầng một hóa thì lại nuốt một viên huyết đan, cuối cùng đến khi khí huyết trong cơ thể lưu chuyển càng ngày càng nhanh, giống như đại hồng thủy vậy. Máu lưu chuyển nhanh, mạnh, không ngừng gào thét, thậm chí nếu có người nào đứng trong phạm vi mấy trượng xung quanh người hắn cũng có thể nghe được tiếng máu huyết lưu chuyển. Tưởng tượng cũng đủ thấy rợn cả người. Thân thể hắn làm sao lại mạnh mẽ đến vậy, một hóa đến mức đó rồi mà chỉ thoáng cái đã phá tan máu huyết lại vận chuyển đến mức tạo ra âm vang, phát ra bên ngoài cơ thể. Thân thể mạnh đến mức nào? Thật là khó tin. Lực lượng thân thể hắn có lẽ có thể kiềm chế được ít nhất là 20 thất huyền hoàng mã. Long huyền hoảng sợ nói, nàng đối với việc tính toán lực lượng cũng rất chính xác, bởi vì cái này có quan hệ đến đấu pháp, người khác đánh ra lực lượng thế nào, bản thân mình dùng bao nhiêu lực lượng để hóa giải, có giữ lại dư lực để tùy thời phản kích hay không, dùng lực quá nhiều hoặc quá ít đều có thể dẫn đến đại họa sát thân. Vũ hóa môn hiện tại có 110 chân truyền đệ tử, vốn là 108 nhưng cộng thêm Phương hàn và Long Huyên vừa mới tấn chức, trong đó người đạt tới tầng thứ hai có không ít, nhưng mà không có ai chỉ bằng vào lực lượng thân thể mà có thể kiềm chế được 20 thất huyền hoàng mã. Cho dù là như Long Huyên có được chân Long huyết mạch phi thường cao quý cũng không có lực lượng này. Cẩn thận, chú ý quan sát hắn chuẩn bị ngưng luyện chân khí và lam đột nhiên quát phanh 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 trong khi long huyên đang kinh ngạc phương hàng đã phá tan hết tất cả tầng một hóa trên người đứng thẳng lên khúc gỗ hình thành từ thiên một thần châm ở trên đầu đột nhiên nổ mạnh hóa thành một luồng khí màu xanh chui vào trong đầu tiếp đó phương hàng cảm giác được pháp lực của bản thân bỗng nhiên biến đổi cùng với vạn một linh khí kết hợp chặt chẽ không còn phân biệt nữa. Cùng lúc đó, pháp lực của hắn cũng đổi màu, biến thành màu gỗ xanh biếc, trong đó có lẫn một tia minh hoàng khí tôn quý lấp lánh, chính là một hoàng chân khí. Trải qua ba tháng tu luyện, dung hóa hoàn toàn thiên một thần châm, cuối cùng Phương Hàn cũng bước vào tầng thứ hai thần thông bí cảnh, chân nguyên cảnh, thật sự trở thành tu luyện giả. Hơn nữa chân khí có phẩm chất cực cao, chính là hoàng đế của vạn mục, một, một hoàng chân khí, khắc chế hết thảy tất cả các loại một linh khí khác trong trời đất này thiên địa một hoàng cự một trấn áp tay trái đánh ra một trảo một cự một màu xanh xuất hiện huyền phù giữa không trung sau đó đánh thật mạnh xuống mặt đất ầm ầm nhâm thạch bay loạn bùng đất nổi lên như một làn sóng cuồn cuộn lan ra giống như có một con dung khổng lồ đang bò bên dưới mặt đất mặt đất bị một chiêu này đánh xuống làm cho sụp đổ tạo thành một cái lỗ sau chừng năm sáu thân người giống như một cái giếng vậy. đây là phương hàng vận dụng một hoàng chân khí ngưng tụ thành thanh một đánh xuống mặt đất để thử xem uy lực ra sao. một lần thử này quả nhiên uy lực cực kỳ cường đại. khi phương hàng còn chưa luyện thành chân khí vẫn hết toàn bộ pháp lực ngưng tụ vào bàn tay rồi đánh xuống nhiều lắm là tạo ra được cái hố sâu vài thước. mà hiện tại dùng một hoàng chân khí ngưng tụ thành cự một thì uy lực tăng lên rất nhiều cho dù thân xác cứng rắn như tu la nếu bị trúng trực tiếp một chiêu này thì chắc chắn sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đây là uy lực của chân khí. Pháp lực của ta hiện tại đã chuyển hóa hết thành một hoàng chân khí, lực lượng hùng hồn, gia tăng ít nhất là 5 lần. Trước khi luyện thành chân khí ta có thể kiềm chế hơn 100 thất huyền hoàng mã, mà với thực lực bây giờ thì tối thiểu có thể kiềm chế 500 thất. Đúng, chính là 500 thất. Phương Hàng âm thầm tình toán, Hắn hiện tại có lực lượng tối thiểu cũng phải là 500 mã lực, nếu như dùng toàn lực đánh ra một trảo thì có lẽ còn có thể kiềm chế tới 600 thới ngựa cũng nên. Pháp lực chuyển hóa thành chân khí, lực lượng gia tăng gấp 5 lần. Tầng thứ 3 của thần thông bí cảnh, nguyên cương cảnh. Biến chân khí thành cương khí, lực lượng sẽ gia tăng bao nhiêu lần. Phương Hàng mặc dù biết thần thông bí cảnh càng về sau càng khó tu luyện, tăng thêm một tầng thì độ khó cũng tăng gấp bội, nhưng độ tăng tiến của thực lực cũng theo đó mà tăng lên. Hắn đối với lực lượng tăng vọt lần này vẫn cảm thấy kinh ngạc. Cái này có là gì? Ngươi tu luyện thanh đế một hoàng công, là thượng cổ kỳ công thượng thừa của đạo thuật, chân khí luyện thành tự nhiên là hùng hồn hơn so với người bình thường, hơn nữa trong chân khí của ngươi có dung hóa thiên một thần châm, một kiện bảo khí có lực lượng trăm mã lực, hiện tại toàn bộ bảo khí đã bị ngươi dung hợp, lực lượng tăng gấp 5 lần cũng không có gì kỳ quái. Diêm cảm giác được sự kinh hãi của Phương Hàng thì không cho là đúng nói. Có người tới. Phương Hàng vội đem toàn bộ một hoàng chân khí thu vào thân thể, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Huyên đang đứng trên ngọn một cây trúc tía, một thân áo vàng đạp lá trúc mà đứng, như không có trọng lượng, lắc lư theo gió, mới nhìn tựa như một bóng hồ điệp bay trong gió, tiên khí dạt dào, đây chính là nhờ vào pháp lực. Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể thì không có khả năng phá vỡ lẽ thường, đứng phiêu phù trên lá trúc được. Phương Hàn, chúc mừng huynh. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà đã bước vào tầng thứ hai thần thông bí cảnh, luyện thành chân khí. Loại tốc độ tu luyện này quả thật là kinh thế hải tục. Người bình thường mất ít nhất cũng là 30 đến 50 năm mới có thể bước được một bước này. Cho dù vũ hóa môn chúng ta là một môn phái lớn, tài nguyên phong phú, có sự trợ giúp của các sư huynh, sư tỷ mà cũng phải mất ít nhất 8 năm, 10 năm thời gian mới có thể đột phá được. Long Huyên nhìn rõ tu vi của Phương Hàn, mỉm cười chúc mừng. Có gì đâu, nhờ may mắn mà tiến nhanh một chút. Long Huyên muội rốt cuộc cũng tu thành thần thông rồi. Nhất bộ đăng thiên. Thật sự là đáng mừng. Phương Hàn bất động thanh sắc nói. Còn phải cảm ơn Phương Hàn huynh, Long Huyên có được thành tựu như thế này toàn bộ là nhờ Đan dược huynh tặng cho. Một Hoàng Âm Dương Vạn Thọ đan này giúp thọ mệnh của mũi gia tăng 10 giáp, có thêm 600 năm thời gian tu luyện, có hy vọng đạt tới trường sinh. Long Huyên thành thật nói, vô cùng cảm kích Phương Hàn. Đúng rồi, nói đến Đan dược ta còn phải luyện chế một linh đan giao cho môn phái. Hiện đã chậm trễ 3 tháng, nếu có người tố cáo thì ta sẽ bị trừng phạt a. Nói đến đan dược Phương Hàng đột nhiên nhớ tới chuyện này, đồng thời hiện giờ người hắn đã trống trơn không còn gì, huyết đang cùng với bích lạc đại đang đều đã dung hết. Ba tháng bế quan tu luyện, không ngừng xông quan, vận chuyển diêm la kim thân chống chọi với việc thân thể bị một hóa, thể lực và nguyên khí tiêu hao nhiều vô cùng, lượng đang dược sử dụng nhiều hơn so với bình thường rất nhiều, sớm đã không đủ cung cấp cho hắn. Phải đi đâu đó giết tu la, hoặc bạch mau phi cương để luyện chế huyết đan, bằng không không đủ dinh dưỡng, sẽ là trở ngại rất lớn trong khi tu luyện. Phương Hàng tính toán cũng đã đến lúc bản thân ra ngoài lịch lãm rồi. Một linh đan sao? Già Lam Sư tỷ biết rõ chuyện khó xử của Huynh nên đã sớm luyện chế 1.200 viên, giao cho Hồng Di quận chúa để nàng giao nộp lên tiên khố của môn phái, thay Huynh hoàn thành nhiệm vụ của năm nay, cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Sao? đa tại già lam sư tỷ phương hằng vừa nghe thì thấy thoải mái hơn rất nhiều luyện chế đang dược cho mình ăn vẫn còn thiếu nữa mà phải luyện chế giao cho môn phái hao phí không ít thời gian phương hằng lúc này mới cảm thấy việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với già lam hội quả thật được rất nhiều chỗ tốt một hoàng âm dương vạn thọ đang cũng không phải là tặng không cái này cũng không tính là gì còn có một việc khác Long Huyên ngừng lại một chút nói, Huynh đã là chân truyền đệ tử, thiên công viện Sơn Tu Kiến cho Huynh một ngọn núi và cung điện. Tất cả đều do Huynh đặt tên. Bởi vì mấy tháng này Huynh bế quan tu luyện, mùi sợ ngọn núi kia bị hoang phế nên cũng đã sai một vài ngoại môn đệ tử lên đó quản lý. Và Lam Sư tỷ cũng giao cho các nàng một ít hạt giống linh dược, để cho các nàng gieo trồng. Hiện tại chắc cũng đã sơ thành rồi. A, à, ngọn núi của ta đã được kiến tạo rồi. Vậy chúng ta đi xem đi. Phương Hằng nghe được thì vui mừng, không nhịn được muốn đi xem. Tốt, đi thôi. Long Nữ Phong của muội cách ngọn núi của huynh cũng không xa, chỉ chừng trăm dặm. Chúng ta sau này có chuyện gì thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Long Huyên nói. À, Hồng Di quận chúa cũng đã gia nhập già Lam hội, được già Lam sư tỷ bích thân chỉ điểm linh hạt của huynh cũng được già lam sư tỷ làm phép giúp cho tu vi tiến nhanh già lam sư tỷ đối đãi với ta thật tốt quá phương hằng đứng dậy bay lên sóng vai cùng long huyên phi hành ước trăm dặm lướt qua lớp lớp núi non thì nhìn thấy một quả núi cao chót vót khí thế như kiếm trên ngọn núi có năm tòa cung điện nguy nga lộn dê lẫy đình đài lầu các khắp nơi tất cả đều còn rất mới thật là kỳ diệu trong thế tục nếu muốn tạo nên một ngọn núi như vậy, rồi lại xây dựng cung điện thì sợ là cần cả trăm ngàn vạn người làm khổ sai vài chục năm mới được. Môn pháp tiên đạo, chỉ có mấy tháng là đã tu kiến được rồi. Phương Hàng cảm khái nói. Đúng vậy. Môn phái sai khiến đại lực thần ma, trong vòng một đêm dựng lên một quả núi như vậy, điểm khó duy nhất chính là dựng núi, bất quá trưởng lão thiên công viện rất đông đảo, liên thủ sử dụng pháp lực tạo ra, cũng không phải là đơn giản long huyên trong lúc nói chuyện cùng phương hàn đã hạ xuống tầng cao nhất của cung điện lập tức có rất nhiều đệ tử cúi đầu chào tham kiếm long sư tỷ phương hàn sư huynh phương sư huynh ngoại môn đệ tử thậm chí là nội môn đệ tử ở vũ hóa môn thì đại đa số đều tìm cách bỡ đỡ các chân truyền đệ tử để được chút chỗ tốt nào đó hoặc được chỉ điểm một hai câu đôi khi còn được nhiều chỗ tốt bất ngờ Long Huyên hô một tiếng, cần một vài ngoại môn đệ tử đến núi của Phương Hàng làm tạp vụ, những đệ tử này cũng đều là cầu còn không được. Thấy có rất nhiều ngoại môn đệ tử hành lễ với mình, Phương Hằng đang muốn lấy ra một vài cái lễ vật để tặng cho mọi người, nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng không còn đang dược để mà ăn, cũng không có dư thừa phi kiếm, trên người một kiện pháp bảo cũng không có, chỉ có mấy khối pháp tinh, còn có mấy thứ khác, nhưng đều không thể tặng người được bởi vì những thứ này đều có vài chuyện đen tối không thể để lộ ra cũng may long huyên tự hồ nhìn ra sự xấu hổ của phương hàn tay rung lên tặng cho mỗi người một viên tinh nguyên đan giảm bớt sự xấu hổ cho phương hàn phương hàn huynh xem nên đặt ngọn núi này tên là gì long huyên phất phất tay các đệ tử liền tản ra còn nàng cùng phương hàn thì đi vào căn phòng lớn nhất của cung cung điện luyện đan phòng chín năm sau ta sẽ cùng hoa thiên đô quyết chiến không thắng thì tất cả đều trở thành mây khói tuy bây giờ ta kém hắn rất xa nhưng vật đổi sao dời chuyện tương lai khó mà đoán trước ngày trước hắn ở trước mặt ta diễu võ dương oai nói không chừng chinh năm sau lại là lúc ta rửa nhục ngọn núi này gọi là luân hồi đi phương hàn đặt tên cho ngọn núi của mình dũng khí của phương hàn huynh muội tự thấy không bằng bất quá muội nghe gần đây phương thanh vi đều ở trong thiên đô phong Long Huyên đột nhiên nói. Phương Thanh Vi cũng chỉ là tiểu nhân vật, Hoa Thiên Đô sao lại chú ý tới nàng. Tuy ta khiêu chiến Hoa Thiên Đô nhưng với thân phận của hắn thì cũng không thèm để ta vào mắt, nhiều lắm cũng chỉ là thấy chướng mắt thôi, căn bản không coi ta là đối thủ. Phương Hàn ngẩn ra, không biết tại sao Long Huyên đột nhiên đề cập chuyện của Phương Thanh Vi với hắn. Hắn hiện tại tu luyện thành một hoàng chân khí, cũng chỉ là một nhân vật cao tầng rồi, trong hàng ngũ đệ tử cũng đã có thể đứng vững vàng, tối thiểu thì gặp những người như Kim Thạch Thai cũng có thể đánh cho đối phương răng rời đầy đất. Hoa Thiên Đô Đại Sư Huynh đương nhiên không xem trọng Huynh, bất quá Huynh ấy xem trọng Phương Thanh Tuyết Sư tỷ. Long Huyên phủi phủi tay nói, Hoa Thiên Đô Sư Huynh đoạt thất sát hồ lô của Huynh, chuyện này là do Thanh Tuyết Sư tỷ đang bế quan không biết. Khi biết được, thì với tính cách của Thanh Tuyết Sư tỷ chắc chắn là không bỏ qua, sợ là sẽ gây nên một hồi phong ba trong giới chân truyền đệ tử chuyện này hoa thiên đô sư huynh cũng là đang lo lắng giải quyết sao cho êm thấm không biết là hắn làm sao để giải quyết chuyện này phương hằng nhíu máy nói chờ mấy ngày nữa là biết thôi lần này muội tới tìm huynh là định hỏi huynh có hứng thú đi quy hư lịch lãm thám hiểm một phen không long huyên nói vào vấn đề chính quy hư ở giữa biển Phương Hàng vừa nghe thì lâm vào trầm tư. Trong chư thế giới cũng có ghi chép thông tin về Quy Hư. Quy Hư là một vùng biển thần bí, theo truyền thuyết thì là nơi tiên ma thượng cổ đại chiến, thậm chí còn tạo ra thông đạo xuyên đến với nhiều thế giới khác nhau. Ở Quy Hư có rất nhiều di tích thượng cổ do tiên ma đại chiến lưu lại, có rất nhiều bảo vật. Nào là thượng cổ linh đan, linh khí, bảo khí, thậm chí đạo khi, tiên khí trong truyền thuyết hài cốt của thượng cổ ma thần, thiên ma hài cốt, huyết nhục của cao thủ trường sinh bí cảnh, vô cùng vô tận bảo tàng ở đó. Bất quá quy hư cũng thập phần nguy hiểm, hoàn cảnh ác liệt, trong đó có những vùng hư không do không gian vỡ nát tạo ra, biến ảo không cùng, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh lỡ mà tiến vào thì cũng không chắc có thể ra khỏi được. Trong đó cũng có rất nhiều thông đạo dẫn đến thế giới của thiên ma. Phương Thanh Tuyết cùng với ma xuất từng đi thăm dò, gặp phải thủy cổ thiên ma đại ma vương, hai người hợp lực đánh chết hắn cũng đoạt được rất nhiều chỗ tốt. Chuyện này Phương Hàng cũng biết. Bao nhiêu năm rồi không biết có bao nhiêu đệ tử đạo môn, ma môn đi thám hiểm quy hư hồng lấy được các loại kỳ trân, dị bảo, đan dược, phi kiếm thượng cổ. Quả thật có rất nhiều người gặp được kỳ ngộ, nhưng càng có nhiều người gặp cảnh thân tử đạo tiêu. Cho nên trong chư thế giới có viết, đi thám hiểm quy hư cần phải cực kỳ thận trọng. Trên thực tế, vô luận là đệ tử tiên đạo hay ma môn, trọng yếu nhất trong khi tu luyện chính là ngao du thiên địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo, thượng cổ di tích. Đây là một phần tất yếu, gọi là tầm tiên duyên. Một đệ tử có kỳ ngộ lớn, chính là có tiên duyên sâu dày. Người tu đạo phải có đại nghị lực, đại kiên trì mới có được phân nửa cơ hội thành công. Còn lại thì chính là dựa vào vận khí. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một người phàm tục tu luyện tiên đạo khó khăn đến mức nào? Chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì làm sao có thể nghịch chuyển số phận thay đổi tính mạng của mình? Nhất định phải có vận khí cùng tiên duyện, sự trợ giúp của ngoại lực. Đây cũng là số mệnh. Hiện tại Long Huyên muốn liên hợp với Phương Hàng đi quy hư tầm bảo chính là muốn thử xem tiên duyên, số phận của bản thân, tìm vận may cho dù không gặp được tiên duyên thì cũng có thể lịch lãm. Trong quy hưu cũng có rất nhiều linh dược, lấy một ít trở về cũng có thể luyện chế cực phẩm linh đan. Ta đóng cửa khổ luyện trong 10 năm không thể nào vượt qua được hoa thiên đô nên cũng muốn ra ngoài lịch lãm một phen, tìm tiên duyên. Đan dược của ta cũng ăn hết rồi, cũng phải đi tìm dược liệu để luyện chế. Phương Hàng thầm nghĩ trong đầu, hiện tại trên luân hồi phong tuy có trồng không ít linh dược nhưng vẫn chưa đủ hỏa hầu, dùng để duy trì dinh dưỡng cho thân thể hàng ngày cũng rất miễn cưỡng, lại càng không nói tới chuyện luyện ra linh đan để tăng cường pháp lực. Hảo! Ta phải chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta khởi hành đi quy hư. Tìm tiên duyên. Tìm bảo tàng. Phương Hàng vỗ đùi một cái, hạ quyết tâm. Hảo! Long Huyên thẳng người dậy, bay ra ngoài. Ma nữ, nàng ra đi thu thập mọi thứ chuẩn bị theo ta đi quy hư một chuyến. Đột nhiên hoàng quang từ trên người Phương Hàng lập lòe, ma nữ Phương Tiểu Lâm hiện ra. Trong suốt thời gian này, nàng ẩn núp trong hoàng tuyền đồ, một mực tu luyện, dưới sự không chế của Diêm cũng thấy được Phương Hàng đã luyện thành một hoàng chân khí, biết rằng bản thân không còn cơ hội thoát thân nữa. Nàng hiện tại vẫn chỉ là cao thủ tầng thứ nhất thần thông bí cảnh, ngày trước Phương Hàng chưa đột phá thần thông bí cảnh đã có thể kiềm chế nàng huống chi là bây giờ, khi mà hắn đã luyện thành chân khí. Hơn nữa đây là còn là một trong năm loại thần thông ngũ đế đại ma, một hoàng chân khí. Hiện giờ, các cao thủ chân khí cảnh bình thường đều không thể làm gì được hắn, huống chi là một người cảnh giới thấp hơn như nàng. Cách biệt một cảnh giới, chính là một trời một vực, lực lượng trên lệch tới 10 lần, cũng không giống như ở thân thể cảnh, có thể khiêu chiến vượt cấp. Dạ, ma nữ cũng không dám phản kháng. Hôm một tiếng đáp lại. Lò luyện đang vẫn là lò luyện đang cấp bậc pháp khí ở nội viện ngày trước, thật là khó coi. Đi quy hư chuyến này về, ta sẽ hoán đổi một kiện linh khí, nếu có thể đổi thành lò đang cấp bậc bảo khí thì càng tốt. Lò luyện đan của già Lam Sư tỷ chính là bảo khí A, ta thật là rất muốn có một lò luyện đan như vật. Phương Hàng nhìn lò luyện đan trong phòng luyện đan của mình. Cài lò này cũng giống như lò luyện đan trong phòng ở nội viện của hắn chân truyền đệ tử mà lại dùng lò luyện đang cấp bậc pháp khí, quả thật là rất khó coi. Quy hư, quy hư. An bài ổn thỏa mọi thứ xong, Phương Hàng mở chư thế giới ra, đọc kỹ mọi miêu tả về quy hư trong đó. Thiên Đô Phong, trong phòng luyện đan. Đệ nhất chân truyền đại đệ tử đang khoan chân ngồi cạnh lò luyện đan của hắn. Lò luyện đan của Hoa Thiên Đô cao bằng 36 thân người, trọng 6 trượng 6 xích, không biết là dùng tài liệu gì chế thành không phải vàng cũng không phải sắt không phải đá cũng không phải ngọc bên ngoài có một tầng mây khói bao phủ giống như là một không gian riêng biệt vậy hiện tại lò luyện đan này đang kịch liệt rung động lúc thì thoáng cái thu nhỏ lại bằng nắm tay sau đó lại phình lớn ra thành một quái vật khổng lò cứ như vậy không ngừng thu nhỏ hóa lớn thần kỳ vô cùng lò luyện đan có thể hóa lớn thu nhỏ quả thực là hiếm thấy vô cùng đã vượt ra khỏi giới hạn của bảo khí. Phúc. Đột nhiên lò luyện đang biến thành cao lớn hơn một thân người rồi ngừng biến hóa, bắn ra một cái hồ lô. Hồ lô này bảo quang lấp lánh, không ngừng tỏa ra tiên khí. Thất sát chiêu lai, tiên kiếm thành trận. Cầm lấy hồ lô, Hoa Thiên Đô khẽ vẫy tay, từ trong lò luyện đang lại xuất hiện bảy thanh bảo kiếm, bay vào trong hồ lô, lập tức hồ lô ông ông rung động, nhẹ nhàng lay chuyển bên trong nhưng có ngàn vạn thanh kiếm đang rung động, va chạm, bừng bừng phấn chấn. Tỷ tỷ muội không bao lâu nữa sẽ xuất quan, mà thất sát hồ lô này ta lấy của Phương Hàng cũng không phải vì tham lam một kiện pháp bảo nho nhỏ, cho dù là yêu thần đem thiên yêu đồ thần kiếm của hắn cho ta ta cũng không cần nữa là. Nhưng mà trên người Phương Hàng ẩn ẩn có ma khí, không như đệ tử tiên đạo bình thường, cho nên ta mới trừng trị hắn, mong hắn sửa đổi thất sát hồ lô này ta giúp muội luyện chế lại một lần, hóa giải hết khí tức thiên yêu, chuyển hóa thành tiên khí, đem thiên lang yên kết hợp với một số thiên tài địa bảo tạo thành như ý kim yên. Quy lực mạnh hơn thiên lang yên nhiều, hơn nữa ta cũng tặng cho muội bảy thanh phi kiếm, bố trí thành thất sát kiếm trận. Hiện tại cho muội, sau này khi tỷ tỷ muội xuất quan cũng sẽ không trách cứ gì. Hồ lô trong tay hoa thiên đô chính là thất sát hồ lô, Bất quá giờ hồ lô này đã được hắn luyện chế lại, quy lực càng lớn hơn. Hắn ném hồ lô đi, hồ lô tự động phiêu phù rơi vào trong tay Phương Thanh Vi. Đa tạ hoa sư huynh. Phương Thanh Vi vẻ mặt nghiêm cẩn tiếp nhận lấy hồ lô, trong mắt thì tràn ngập vui mừng. Cái hồ này cũng không nên gọi là thất sát hồ lô nữa. Ta đổi tên cho nó, gọi là như ý tiên hồ đi. Hoa thiên đô lại nói thêm. Tạ ơn đại sư huynh. Phương Thanh Vi tiếp nhận Như Ý Tiên Hồ thì vội nhỏ máu tế luyện, cảm giác được một luồng lực lượng cường đại từ trong tiên hồ truyền đến thì vui mừng vô cùng, lại âm thầm cắn răng tự nhủ, Phương Hàn, tên cẩu nô tài, ta sẽ cho ngươi biết chủ nhân là như thế nào. Muội muốn lấy Như Ý Tiên Hồ đi gặp Phương Hàn. Hoa Thiên Đô tự hồ nhìn thấu nội tâm của Phương Thanh Vi, trầm tư trong chốc lát rồi mới nói, trên người Phương Hàn có nhiều điều thần bí, hơn nữa hắn đã tu luyện tới thần thông bí cảnh rồi muội có đi cũng không thể làm gì được hắn giờ cứ cố gắng tu luyện chờ sau khi đạt đến thần thông bí cảnh rồi hãy nói trong tiên hồ này ta có để lượng đang dược đủ để muội dùng trong một năm đó đi đi đại sư huynh thật là người có khí chất đứng đầu môn phái tương lai có thể chỉnh đốn lại môn phái giúp cho vũ hóa môn chúng ta sánh ngang với thái nhất môn cũng chỉ có đại sư huynh với pháp lực hùng hậu cùng thủ đoạn như lôi đình vạn quân mới có thể lãnh đạo làm cho vũ hóa môn càng ngày càng hưng thịnh. Phương Thanh Vi cũng biết rõ lúc này nên nói gì. Ha 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 ha. Hoa Thiên Đô cười dài, rất có ý tứ, tay áo vất lên liền có một cổ pháp lực bao bọc lấy Phương Thanh Vi, đưa nàng ra khỏi Thiên Đô Phong. Có như ý tiên hồ thực lực của ta tăng gấp trăm lần. Nghe nói thiếu chủ bất dạ đảo sắp tới theo phụ thân đi quy hư thám hiểm phụ thân hắn là cao thủ thần thông bí cảnh có lẽ mang theo ta đi cùng cũng không sao ta đi chuyến này tìm tiên duyên nếu có thể tìm được thượng cổ đan dược thuần dương pháp bảo ở quy hư giúp đột phá thần thông bí cảnh thì phương hàn ngươi cứ chờ đấy phương thanh vi ra khỏi thiên đô phong thầm tính toán một hồi từ trong như ý tiên hồ một làn khói kim sắc bay ra mang theo mùi hương thoang thoảng bên trong làn khói còn có âm thanh nhẹ nhàng có công dụng hàng mang thanh tĩnh thần trí. Còn có mấy kim giáp thần lui tới tuần tra bên trong làng khói. Làng khói kim sắc bao trùm lấy Phương Thanh Vi, đưa nàng bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng kim sắc bay thẳng lên trời, đem mây trắng cắt ra thành mảnh nhỏ, lực lượng mạnh hơn nhiều so với Thiên Lang Yên. Như ý Kim Yên. Hoa Thiên Đô quả không có nói sai, thất sắc hồ lô được hắn tế luyện thì uy lực lớn hơn nhiều, hơn nữa lại có tiên khí mạnh mẽ, đường đường chính chính, một ngày trôi qua. Trạng sáng ngày thứ hai, trên luân hồi phong, ánh nắng rực rỡ, chim chóc đậu trên cành cây ríu rít không ngừng, mổ lên những cánh hoa đào, cánh hoa hải đường. Một tia kim quang từ chân trời chiếu lên vạn vật, nắng sớm dịu ấm càng làm cho mỗi tất da trên thân thể Phương Hàng đều trở nên thoải mái vô cùng. Phương Hàng tu luyện thanh đế một hoàng công, mùa xuân là thời gian tốt nhất để tu luyện, đắm chìm trong nắng sớm, pháp lực dung hợp với linh khí của cỏ cây, chuyển hóa thành một hoàng chân khí, khiến cho tu vi hắn càng được củng cố hơn. Mỗi một lần vận chuyển một hoàng chân khí, Phương Hàng lại cảm giác khí lực của bản thân tăng thêm một phần, đối với hoa cỏ, mùa xuân lại càng có lý giải sâu sắc, hiểu biết cặn kẽ hơn. Phương Hàng, chúng ta cũng nên đi thôi. Khi Phương Hàng đang tu luyện bên vách núi thì Long Huyên đã chậm rãi bay tới, hạ xuống mặt nham thạch, không chút tiếng động mặt sau luân hồi phong là một vách núi dựng đứng, cao ngàn trượng, không có gì để bấu víu, nếu sơ ý nhảy xuống thì cũng thịt nát xương tan, cho dù là cao thủ thần biến cũng không dám ngu ngốc liều mạng nhảy xuống, bất quá đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì nơi này cũng giống như là đất bằng mà thôi. Tốt! Phương Hàng đứng thẳng lên, tiểu lâm, chuẩn bị xong chưa? Khoan chân ngồi đã tọa ở gần đó, ma nữ phương tiểu lâm mở mắt, trong mắt có lập lòe ma quang, một cổ pháp lực tản mát ra, đánh tan sương mù xung quanh, đi quy hư cũng tốt, ta sớm muốn đi tới đó thu thập một ít yêu thú, dược liệu để tăng cường thực lực. Đây là Cao thủ thần thông bí cảnh Long Huyên sớm phát hiện ra ma nữ, nhưng cũng không ngờ rằng đó là một cao thủ thần thông bí cảnh. Đây là nô tỳ ta thu phục được trong lần lịch lãm dưới lòng đất. Nàng là một đại Atula, pháp tinh của ta chính là đoạt được từ nàng. Phương Hàng nói. Một đại Atula thì chính là một quý tộc có tước vị của ma tộc. Huynh phải cẩn thận, nguyên lão viện của ma tộc có thể sẽ tìm huynh gây phiền phức đó. Long Huyên cẩn thận nhìn ma nữ nói. Đại Atula tương đương với một chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Nếu có người nói là bắt chân truyền đệ tử làm nô bộc thì chỉ sợ là các đại trưởng lão sẽ lập tức đuổi giết, giữ gìn danh dự của môn phái, thậm chí là chính trưởng giáo chí tôn đích thân ra tay. Cao thủ ma tộc nếu như dám đến giết ta, Vũ Hóa Môn cũng sẽ không thể nào ngồi yên không để ý tới, chuyện này không cần phải lo lắng. Huống hồ nếu như trưởng lão của ma tộc dưới Long Đất đến tìm ta gây phiền phức ta vừa vặn có thể xếp đặt, giết chết hắn. Toàn thân đại Atula đều là đồ quý a. Phương hàng ngoài miệng thì nói vẻ dữ dằn nhưng trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Đi thôi. Biển lớn cách đây rất xa, cũng không nên trì hoãn nữa. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàng đã bay vút lên, một đạo một hoàng chân khí bắn ra, bao trùm lấy thân thể, tạo thành một kiện chiến bào, sau lưng chiến bào không ngừng có không khí lưu động, giúp hắn bay lên, thoáng chốc đã bay được hơn 10 dặm. Long Huyên cùng ma nữ cũng vội vàng theo sau. Phương Hàng luyện thành chân khí, pháp lực hùng hồn, lực lượng mạnh mẽ, lăng không phi hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa thanh đê một hoàng công cũng có phương pháp phi hành đặc thù, khiến cho lực cản khi phi hành là rất nhỏ, tốc độ càng nhanh hơn. Vận dụng pháp lực phi hành cũng không phải là không có kỹ xảo, mỗi kỹ xảo sẽ có hiệu quả khác nhau. Các môn phái đều có phương pháp phi hành riêng, thậm chí là mỗi người đều có phương pháp phi hành tâm đắc của riêng mình. Người thì vận dụng pháp lực ngưng tụ khí tại hai bên người, tạo thành hai cánh, lăn không mà bay. Lại có người ngưng tụ pháp lực ở sau lung, không ngừng lưu động, đẩy đi có người thì ngưng tụ pháp lực ở dưới chân, tạo nên một luồng khí lưu, bản thân đạp khí mà đi, một bước có thể đi hơn 10 dặm. Có người thì để tiết kiệm sức lực, thúc dục phi kiếm, còn bản thân thì đạp lên phi kiếm mà phi hành. Các loại phi hành đều là những phương pháp vận dụng pháp lực một cách xảo diệu, tùy theo mỗi người. Phương Hàng sử dụng phương pháp ngưng tụ chân khí ở sau lưng đẩy đi, quanh người bao phủ một lớp chân khí hình thoi, làm cho lực cản nhỏ nhất, sau đó không ngừng chấn động tạo nên khí lưu thân thể như con thoi xuyên phá không khí mà đi từ trên cao nhìn ngắm núi non sông nước vùng vụt trôi qua bên dưới cảm thấy thoải mái vô cùng trước khi hắn luyện thành chân khí trên người không có pháp bảo nhưng cũng có thể phi hành tốc độ ngang ngửa với hạt tiên tử nhưng cũng không thể đi quá nhanh nếu không pháp lực không đủ tiếp tế hơn nữa khi phi hành quá nhanh pháp lực ma sát với không khí bị khí lưu xé rách dẫn đến hỗn loạn. Hiện tại đã luyện thành chân khí thì lại khác. Nếu mà tiến thêm một bước nữa, tu luyện thành cương khí thì tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn nữa, nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Mà tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh thì có thể phi hành nhanh tới cực điểm, pháp lực cùng khí lưu ma sát với nhau, tạo thành hỏa diễm, giống như lưu tinh. Không biết là nhanh đến mức nào. Phương Hàng cũng biết tốc độ của bản thân hiện giờ cũng không phải là nhanh, nếu quả thật có thể đạt tới trạng thái hơi thở cũng sinh ra ma sát, tạo ra hỏa diễm thì căn bản không cần phát bảo, trực tiếp lao thẳng vào liền có thể giết được địch nhân, bởi vì tốc độ của bản thân khi đó còn nhanh hơn cả phi kiếm nữa. Phi hành được nửa canh giờ, bọn họ đã rời xa Vũ Hóa Sơn, Phương Hàng Phỏng chừng cũng đã đi dược 2.000 dặm, chân khí cũng có phần cạn kiệt, trong đầu có chút mệt mỏi, tự hồ không đủ pháp lực. Thế là hạ xuống một ngọn núi, khoanh chân ngồi tu luyện, dùng phương pháp tĩnh thần của thanh đế một hoàng công để khôi phục lại tinh thần và pháp lực. Kỳ thật hắn có pháp tinh có thể phi hành luôn một hơi, dùng pháp tinh bổ sung pháp lực tiêu hao nhưng như vậy thì thật sự là quá lãng phí. Ngồi nghỉ trong chốc lát, khôi phục lại tinh thần, pháp lực thì ma nữ cùng với Long Huyên cũng đã đuổi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Phương Hàn, huynh bay quá nhanh đi, khi phi hành cũng nên giữ lại chút lực lượng, vạn nhất gặp phải người của ma đạo, đến lúc đó pháp lực không đủ, có thể bị bọn họ lợi dụng đánh chết rồi dùng thân thể huynh để luyện đan, chế pháp bảo thì thê thảm lắm. Ở bên ngoài không thể so với khi ở trong vũ hóa môn, chung quanh vũ hóa môn không có yêu ma nào dám lại gần, nhưng đã đi ra ngoài thì chúng ta tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong khi phi hành cũng nên dùng ẩn nặc phù, ẩn giấu thân thể, miễn cho quan hoa bắn ra bốn phía, để người khác phát hiện. Long Huyên ngồi xuống, nút một viên đan dược khôi phục lại pháp lực rồi mới nhắc nhở Phương Hàng. Ta hiểu mà. Vừa rồi cảm giác được bay rất thư sướng, quên hết mọi chuyện. Phương Hàng gật gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Hàng cũng biết thêm được một số kinh nghiệm, cẩn thận che giấu thân mình, giữ lại lực lượng, thông dong phi hành. Cứ như vậy phi hành liên tục, không ngừng nghỉ, sau 2 ngày hai đêm thì cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập hơi nước, vô cùng ướt át, tự hồ toàn bộ đều là hơi nước, trong gió còn mang theo vị mặn mặn, làm cho người ta cảm thấy một dự cảm nguy hiểm khó nói thành lời. Đến biển lớn rồi. Long huyên tinh thần có vẻ hung phấn, tự hồ có một loại xúc cảm đặc biệt đối với biển lớn, Phương Hàng cảm thấy lớp lớp hơi nước bao quanh thân thể nàng, pháp lực không ngừng phun ra nuốt vào qua các lỗ chân lông, hòa quyện cùng hơi nước đem tinh hoa của hơi nước dần nhập vào trong thân thể. Long huyên tu luyện vạn thủy thần quyết, tu luyện trong biển lớn tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng giống như cá gặp nước vậy. Vạn thủy thần quyết cũng là một trong tám đại thần thông của vũ hóa môn. Tử điện âm lôi đao, thiên hàng huyền minh kính, bích diễm thất tu mang, thiên một đại pháp, đại tự tại huyền kim kiếm khí, vạn thủy thần quyết, sơn nhạc luyện hình cương, cửu cung thần hình thuật. Tám đại thần thông này, tu luyện thành bất kỳ một loại nào thì cũng đủ để tung hoành thiên hạ mạnh mẽ rộng lớn âm âm dậy sóng biển rộng bao la phương hàng phóng mắt nhìn ra xa mênh mông sóng nước thẳng đến tận chân trời không biết là rộng đến mức nào ẩn chứa vô số mật và nguy hiểm chúng ta bay liên tục từ vũ hóa môn đến đây phải mất tới 3 ngày như già lam sư tỷ có lẽ chỉ mất chừng nửa canh giờ long huyên giờ như hoa đón xuân về mắt nhìn biển rộng cảm thán nói. Biển lớn thật phần nguy hiểm, chúng ta bay liên tục đến khi pháp lực tiêu hao hết cũng sợ là không tìm được đảo nhỏ để nghỉ chân chứ đừng nói đến chuyện tới được quy hư. Không biết Long Huyên muội có pháp bảo gì có thể giúp chúng ta nghỉ ngơi. Tốt nhất là một pháp bảo dạng như thuyền bè. Phương Hàng sau khi nghiên cứu kỹ chư thế giới, cũng biết các tu sĩ thường chuẩn bị cái gì khi đi vào biển lớn. Đương nhiên là có, bằng không muội cũng sẽ không di tới đây muội có một thải hà khí thuyền, là già lam sư tỷ thu thập mây trời ngưng kết lại, biến thành thải hà. Nếu như muốn có thể biến ra một cái thuyền khá là rộng rãi. Long Huyên cũng đã chuẩn bị trước, bất quá chúng ta cũng không nên quá phô trương. Ở biển lớn có không ít những môn phái nhỏ của các tán tu, tuy còn kém 10 môn phái tiên đạo rất nhiều nhưng cũng không nên xung đột với bọn họ.